Đến nay nơi thâm sâu âm u, từng cơn gió lùa bên muôn cây rêu vi vu, tựa như tiếng than van bao đau thương miên man suốt trong đêm trường 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 trường. Trên không gian mênh mang mây đen, tìm nhau kéo về âm 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 âm. Từng cơn bão bùng bao la vây quanh bên anh, nghĩa trang lạnh lùng 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 lùng. Cái nhà này thấy ghê thiệt. Không khí đã ma quái, để nhạc còn quái ma. Cười mà còn có bị sặc nữa chứ. Pháp sư Trần Phiêu Diêu chuyên gọi hồn người chết và điều khiển âm binh. Đúng đây rồi. Ông hẹn mình 10 giờ sáng rồi mà sao không thấy ai hết trơn rồi trời. Alo. Alo. Ừ, tôi đây. Vâng. Chờ một tí nha. Dạ, chờ dạ, một tí. Alo, bà chị đấy hả? Vâng, em đây, Phiêu Diêu đây. Vâng. Em nghe bà chị sắp đi chợ, em tính gửi bà chị số là hôm nay có khách em không đi chợ được bà chị ạ. À. Vâng. Thế hôm nay chị biết rồi, ôi rồi ăn thịt ăn mỡ nhiều lắm rồi. Giá là hôm nay ngày rằm, có gì chị mua hộ em hũ chào nhá. Vâng, dạ, em tính làm món vịt nấu chào. Vâng, cảm ơn bà chị nhá. Vâng, chào. Cái gì mà vào nhà na ầm ý nên thế hở? Dạ, chào thầy. À, thầy đây chắc là Pháp sư Trần Phiêu Diêu. Thế mà nhìn tướng là không biết à? Nó mỏng thế này thì mới phiêu diêu khắp nơi được chứ. Dạ. Yeah. Chỉ cần gió thoáng một cái là từ đây đến San Francisco. Yeah. Để phiêu diêu khắp nơi để cứu nhân độ thế mà. Dạ. Yeah. Thế đi đây có việc gì? Dạ vậy mà còn con nghe tên thầy con tưởng thầy sắp phiêu diêu miền cực lạc. Ôi vả vào cái mồm anh này nói vớ vẩn. Dạ. À, con nghe đồn là thầy gọi hồn người chết thì dương gian, có đúng không thầy? Khi anh đã nghe đồn tức là đã có rồi người ta mới đồn, hiểu không? Chứ đâu có ai mà dư thừa, chả ai biết tôi là ai lại đồn làm gì. Đây này, tôi nói cho anh nghe, cái chuyện đấy là chuyện của tôi. Nghề đấy là nghề của tôi. Tôi nói thật với anh người phàm mắt thịt, anh làm sao mà thấy được, chỉ có cao tê ấn như tôi thì tôi mới thấy. Đây, không phải là bình thường, cái nhà này bình thường như thế này, anh thấy lặng lẽ như thế mà ma nó đứng đầy xung quanh anh. Ghê quá vậy thầy, thầy nói nghe ớn quá. Nhà thầy nhiều ma, hèn gì nãy con bước vô đó, con nghe lạnh quá. Mày đứng ngay cái máy lạnh nó xỉa xuống mày thì không lạnh à? Ma thì ma chứ làm gì có chuyện mà lạnh vì ma, gớm. Này, nhưng mà tôi nói anh nghe, nhiều khi anh nhìn anh không biết đâu nhá. Mà đôi khi nữa, đây tôi làm bạn với ma nhiều quá, gớm, ngày nào cũng gọi hồn nó lên. Thế bây giờ tôi nhìn anh, tôi tưởng anh chả biết anh là người hay ma. Thông cảm. Con là người, ma đâu có mập như con. Nói thiệt, con nghe nhiều người nói lắm rồi. À, thầy gọi hồn được người chết, cho nên bữa nay con không có tin. Bữa nay con tới kiếm thầy để coi có đúng không vậy mà. Không tin thì anh cũng phải tin thôi. Tôi nói thật với anh, nếu không có việc mà người chết trở về được, thì ông Quốc Dũng ông đã không viết bài Người Về Từ Lòng Đất. Rồi nếu không có hồn trở về được và mình đến mà mình không đi thì ông Trịnh Công Sơn ông đã không biết là một cõi đi về. Ê, thế anh biết cái một cõi đi về ấy là đi về đâu không? Dạ về đâu thầy? Ốt hiêu. Nghĩa địa chứ đâu. Đấy, có đi là phải có về, đi mà ở luôn thì ai mà nuôi cho nổi. Ấy thế phải có đi phải về. Dạ thầy thầy. Thầy còn sai được cả âm binh nữa phải không thầy? Ôi, cái đấy thì còn phải nói gớm. Âm là gì? Âm là dưới. Binh là gì? Binh là lính. Âm binh là lính dưới. Thế mà là lính dưới thì phải có người trên khiển nó thì nó mới làm được, đúng không? Yeah. Tôi là người trên của nó. Chính vì điều đấy tôi đã sai được nó. Anh biết không, cái dạo mà Mỹ đánh Iraq. Yeah. CIA mời tôi. Trời ơi. Khiển âm binh
tôi khiển bọn âm binh nhà tôi sai đi một đoàn, nó vào đến tận dinh Saddam Hussein. Gớm anh biết, nó ngồi nó nghe hết tất cả về những cái mà chiến lược quân sự của Saddam Hussein. Trời ơi, nói vậy thì Mỹ có lợi quá phải không thầy? Lợi mẹ gì đâu. Ủa sao kỳ vậy? Mấy đứa nó đi về tay không hết. Ủa sao vậy? Trước khi đi nó có học tiếng Iraq đâu mà nó hiểu. Nhưng mà này, thế hôm nay anh đến đây là anh nhờ tôi làm việc cho anh hay là anh điều tra tôi đấy? Dạ, con đâu có dám. Con tới đây là có chuyện quan trọng, nhờ thầy làm phước giúp giùm con. Việc gì? Dạ. Thế anh tên gì? Dạ con tên Đức. Anh Đức mà hôm qua gọi điện cho tôi bảo là vợ đi câu ở hồ Sang Phăng xong mất tích luôn không về vậy? Dạ đúng rồi. Tội nghiệp vợ con lắm. Tính nhờ thầy gọi hồn vợ con về. Thầy mà làm được á, cam đoan con sẽ hậu tạ thầy. Này tôi nói anh nghe, tôi mặc dầu tôi nghèo thật, không có gì, thấy không? Không có gì, bình thường không có gì, không có ăn nó mới gầy thế này. Nhưng tôi đã làm phước thì không nói đến tiền. Lô ma lì, ok? Lô ma lì. Đại khái là tôi giúp anh thôi. Còn đến cửa thánh mà anh đã nói như thế, anh là phạm thượng, hiểu không? Thôi cứ ngồi lên đây, ngồi lên đây rồi bàn việc với tôi, rồi muốn gì tôi sẽ giúp cho. Dạ. Ừ. Trời ơi. Mang vớ vào. Sao vậy thầy? Cái này cũng 15 ngày chưa giặt phải không? Mang vào, cứ tự nhiên. Cơm đã mang đến đây thì còn việc gì phải tháo ra. Mang vào. Mất vệ sinh. Con không có cố tình nói như vậy. Tại con không biết, cho nên con mới nói là thầy nghe vậy chứ con không phải là con không tin thầy. Đó. James Bond. Vâm nó rút cái cạc visit, cứ tưởng nó rút súng rồi. Nó thầu quá thầy. Tại mình cũng làm thiện nhiều quá sợ nó bắn. Này, thế con là đứa nào đây? Thầy không nhớ con sao? Đứa nào nhỉ? Tuần trước mẹ con có đến đây. Thế mẹ con đến đây có dắt con đi không? Dạ, không. Ủa? Con quên. Mẹ nó không đến đây không có dắt nó đi mà nó hỏi tôi nhớ nó không. Mẹ con có nhờ thầy gọi hồn bố con về để mẹ con gặp. Trời ơi, mẹ con mừng lắm. Để tỏ lòng biết ơn thầy, hôm nay sai con sang biết thầy một chút quà. Thầy làm là thầy chỉ làm phước, mẹ mày quà cáp làm gì nhá? Đem quà cáp làm gì mà to thế hả con? Đâu có gì đâu thầy, trong này chỉ có mỗi cái đồng hồ Rolex, chỉ có 26.000 đô chứ mấy. Trời ơi, 26.000 đô mà nó không có gì. Chắc hàng này con tỷ phú hả? Nói cho anh nghe, tỷ hay không thì không biết. Before đó thì tôi không biết, nhưng after I know. You know? Yes, I know. Dù biết như thế nào không, là tại thế này này. Mẹ nó đến đây nhờ gọi hồn bố nó về. Yeah. Ấy thêm một tháng bà đến 4 lần. Yeah. Y như rằng 4 tuần bà trúng chút bờ nô tô. Đấy, tôi bây giờ lên tặng này. Thầy nói con nghe. Đối với thầy, 26.000 đô na nó to thật. Nhưng thầy không lấy, đã làm phước là không lấy, thôi con cứ mang về. Dạch việc, thầy không lấy đâu nhá. Thầy làm như thế là phụ lòng mẹ con ấy. Nhưng mà thôi, thầy không nhận thì để con mang về. Ôi, lại, bà đây. Thôi đưa đây. Gươm. Ừ, thôi, thầy không lấy thì phụ lòng mẹ con với phụ công của con.
Thôi gớm thầy lấy cho mày vui đấy, chứ bằng này chả ăn thua gì. Gấp bốn cái này gọi đưa tao không lấy tao con mày. Thôi ngồi chơi nhá, cả nhà ngồi chơi chờ thầy tí. Dạ. Thầy điện cho bà ấy dặn bà ấy mua thêm đồ. Alo. Vâng chị đấy hả? Ừ. Vâng vâng. À đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Vâng. Ê nhỏ, trong nhà này vô ai cũng bay hết trơn, không có đi. Nhỏ, bộ có ông thầy ở đây giỏi lắm hả? Dạ cho rồi có biết, nhưng nghe mẹ cho nói chưa gặp ai giỏi như thầy Phiêu Diêu. Nhờ thầy mà mẹ cho nói chuyện được với bố cháu bên kia thế giới đấy. Ba mày chết lâu chưa? Chú có thấy siêu không? Là cái gì? Là giấy lao mặt đó. Chứ gì? Mỗi lần nhắc tới bố cháu là cháu phải khóc thôi mà. Thế chứ đâu? Tao làm gì có? Con thầy có nè, thầy đỡ đi. Đây. Nè, đừng nín đi. Ba mày chết lâu chưa? Dạ chết hơn một năm rồi ạ. Chú thấy không, khi răng sữa của cháu rụng xuống thì bố cháu cũng rụng theo luôn. Thôi tội nghiệp quá vậy. Mà bác. Thôi được rồi. Này, nghe tao hỏi, tại sao ba mày chết? Oan lắm chú ơi, oan lắm chú ơi. Oan là oan sao? Bố cháu bị bắn chết oan nên mẹ cháu khóc ròng rã suốt mấy tháng trời. Quá. Mẹ. Mà tại sao ba mày bị bắn chết oan? Cướp ngân hàng. Hả? Ông yếu thiệt, đơn giản chỉ có bốn phát đạn M79 thụng vào ông mà ông chịu không nổi. Trời ơi, thế mới bảo là chết oan. Trời ơi, bốn phát M79 mà thụng cả dòng họ mày không chết là hơn đó. Có chị mà nó mình ông chịu không nổi. Thôi về cái mày. Mà sao chú hỏi nhiều thế? Trời mệt quá, thôi cháu về đây. Đâu vậy? Cửa vô đây mà. Con xin phép thầy con về nhé. Gửi lời cảm ơn mẹ con nha. Dạ. Thằng bé nó về rồi à? Dạ dạ nó về rồi thầy. Anh có đuổi nó không mà nó về thế? Dạ đâu có đuổi. Tự động nó về mà. Ừ. Thầy ơi. Gì? Con nói với thầy nghe nha. Hồi nãy con vô là con giỡn chơi thôi chứ với thầy thôi chứ thiệt ra là con tin thầy lắm. Thầy là một người rất là giỏi. Dạ. Tôi nói thật với anh nha. Dạ. Làm cái nghề này cũng vì căn mạng mà tôi mới làm thôi. Chứ khổ lắm anh ạ. Gớm mà hôm nay thế anh gọi vợ anh về có việc gì? Mà vợ anh như thế nào anh kể tôi nghe rồi tôi giúp cho. Trời ơi, vợ con bị chết đuối. Mấy tháng này đêm nào nó cũng hiện về, làm con ngủ không có được. Đây này, nếu đã hiện về như thế tất nhiên bà phải có sự oan ức. Thôi bây giờ anh cứ kêu bà ấy về đi. Đôi khi bà còn thiếu nợ ai ở trên trần gian, bà không muốn vướng víu, bà nhờ anh trả hộ thì sao? Vậy thôi khỏi kêu bà về thầy. Anh sao mà chưa gì nghe tiền là anh đã chạy rồi. Đây này tôi nói cho anh nghe, nghĩa tử là nghĩa tận nhá. Mình phải giả nợ cho người khuất đi ấy, thì người ta mới phù hộ lại cho mình. Tôi nói với anh rồi. Đây này, hôm trước có bà kia bà đến bà nhờ tôi. Dạ. Gọi hồn ấy, chồng bà về. Gớm bà thương chồng bà kinh khủng. Bà đến lo đến độ này cơ anh ạ. Bà hỏi anh ơi, thế anh chết rồi anh ở đấy, anh ở đâu mà có sung sướng như là ở với em không? Ông chồng ông cũng nói, ông bảo là anh ở bây giờ là sướng hơn ngày xưa ở với em nhiều. Thế bà mừng lắm, bà nói ôi rồi con lạy rời lạy Phật, đã cho chồng con lên đến được Tây Phương Cực Lạc rồi. Thành thử mới chồng con mới sướng. Ông nói không, ông còn dưới âm phủ cơ. Trời ơi,
ở dưới ông phủ mà nói còn sướng hơn ở với vợ hả? Bà này không thua gì vợ con nha thầy. Thôi đây này, ấy chờ tôi tí. Dạ. Thế bây giờ thì, lấy hột cho thầy cái đĩa kia với. Dạ dạ. Rồi để đây, để đây. Bây giờ thầy làm cho anh. Dạ. Bây giờ anh deposit 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây 9 cái này là đốt về thiên đình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái này là đốt về âm phủ. Một cái này là tôi đốt ở đây để gọi hồn vợ anh về. Tổng cộng là 270 đô. Kể cả tiền deposit. Ừ thầy ơi, gọi hồn sao hao dữ vậy? Đốt tôi tính cái này có 10 đồng một tờ thế mày. Đâu có cần đốt nhiều vậy thầy. Anh này buồn cười nhỉ. Thế anh sang Úc anh có xin visa không? Dạ có. Đấy, anh xin visa thì đây tôi cũng xin visa cho vợ anh đấy. Mà gớm, cái này có phải visa thường đâu. Cái này là visa express. Gọi là nó phải về ngay là express, hiểu không? Thành thử ra mới đưa cái visa này. Mà bây giờ tôi cũng không biết vợ anh là đang trên hay là ở dưới. Thành thử ra tôi cũng vừa gửi lên trên mà tôi vừa gửi xuống dưới. Đụng đâu thì nó về đấy, hiểu không? Không biết chắc chắn là vợ con ở trên không ở dưới đâu. Đôi khi nó ở dưới thì sao? Không có đâu. Tại vì lúc còn sống á, bà giúp biết bao nhiêu người lâm vào bước đường cùng. Thế vợ anh cũng làm từ thiện, thế ngày xưa bà làm gì? Dạ, mở tiệm cầm đồ. Bây giờ tôi nghĩ bà nằm còn dưới hơn cái chữ dưới. Thôi bây giờ bỏ vào đi, rồi tôi thầy làm phép cho. Dạ, con để 300 cho thầy. Có tiền bo nữa hả? Dạ. 30 đấy xem như tiếp nha. Dạ, dạ, dạ. Never gì thơm. Dạ. Đây, bây giờ ghi tên tuổi vợ anh vào đây. Tôi thắp nhang rồi tôi làm pháp sự đây. Ghi rõ ràng nhá, tên tuổi nhá. Hôm trước có bà kia, bà đến, bà kêu ông kia, ông đến, ông nhờ gọi hồn bà vợ về. Ông ghi làm sao, tôi đọc hồi bà mẹ vợ ông về luôn. Ghi nó tên gì? Dạ. Dạ, vợ con tên là Vương Ngọc Tị. Ừ, thế ghi tuổi bao nhiêu? Dạ, sinh 1969. Ừ, thế ghi số nhà địa chỉ vào đấy nha. Dạ, con ghi rồi thầy. Ừ, rồi thầy làm pháp sự rồi tôi kêu cho. Dạ. Không ai mà kêu được như tôi đâu. Tôi bảo với anh rồi, tôi mà đã làm thì chắc ăn 100% là bà ấy phải về thôi nhá. Dạ. Có bỏ vô cái bao này không thầy? Ờ, bỏ vào bao đấy hộ thầy đi. Dạ. Mày chỉnh thử xem là nó có chưa ngay thẳng chưa? Dạ ngay lắm rồi. Méo méo tí người dưới âm phủ không về. Dạ vâng. Thế chờ tôi tí. Dạ. Đây anh thắp cây nhang đi. Dạ. Đây rồi tôi đưa cho anh. Gớm, tôi nói anh nghe nè, khối người đến đây nhờ mà phải duyên phải số thì tôi mới gọi. Gớm 300 mà nói nãy giờ tí uống thuốc hết 700 rồi. Giờ con khấn đó thầy. Ừ, khấn đi xong rồi thầy đọc, thầy tuyên sớ cho. Em ơi, sông khôn thác thiên về đây phù hộ cho anh trúng lô tô. Thằng nào cũng thế, chả bao giờ gọi vợ về mà hôn một cái, lúc nào cũng chỉ tiền thôi. Thôi đứng đấy, thành tâm vào. Dạ. Ô, chị hả cho vợ. Ô, chị hả. Chiều chiều ra đứng ngõ sau. Ôi cay quá thầy. Ôi nó cay mắt quá. Cay quá. Dạ. Tiếp thầy, tiếp thầy. Trông về nghĩa địa ruột đau. Thầy. Ủa thầy, người ta bao tử thầy hay sao? Vô duyên thế. Sao thầy? Ta đang tính mà.
baby keo nó về mày cũng phải đau đến độ nào nó mới thấy thương tâm nó mới về chứ. Để tôi ta làm. Trong vèn giá địa mà ruột đau 9 triệu. Đọc tí nữa ta đuối luôn. Đây ngồi thành tâm vào tôi đọc sớ đây. Dạ. Đọc sớ tôi gọi hồn nó mới về đúng không? Dạ. Gớm thầy làm này chỉ là đủ tiền nhang khói thôi anh ạ. Thấy nãy giờ thắp bao nhiêu nhang. Đèn chưa thắp tại phí quá. Giờ tôi đọc nhá. Gia chủ Vương Ngọc Tị trên trên ấy in tu in nít. Cái gì thầy? Là dịch sang tiếng Anh. Oh, translator. Bây giờ vợ anh đang ở Mỹ mà. Đã ở Mỹ thì mình phải viết sớ bằng tiếng Anh. Dạ con hiểu rồi. Quốc tịch Mỹ là chết là phải đổi sang tiếng Mỹ. Không cứ gì quốc tịch Mỹ, nắm cái thẻ xanh là phải viết bằng tiếng Anh rồi. Dạ. Gia chủ Vương Ngọc Tị Chen Chinay In Tu In Nít Nạch Kinh Pơ Sĩ Nách. Thầy, vợ con nó phải tên vậy. Đọc sớ đọc đúng cái tên vợ nó mặt nó cứ đần thối là đúng tên rồi. Đâu có đúng. Vương là gì? Vương là vua. Vua là phải là kinh không. Ngọc là cái gì? Thơ. Pơ là ngọc cái này, xì nách là rắn, rắn là tị đây. Tâm dịch không sát một chữ nào à? Thế thả lên tao mới đọc kinh pơ xì nách. Gớm. Nghe đây này. Kinh pơ xì nách hành canh sinh ư kỷ dậu niên lạch Year of the Chicken. Ba tuổi. Xong chín. Hành canh tam thập thất tê tơ đi sẽ vẫn nhiều. Trình quán củ chi Việt Nam. Bon the Gucci Việt Nam. Mày đâu không có dấu nguy hiểm này. Bỏ. Gia số 2358 Center Lộ. Center Lộ, Lộ là đường đấy, hiểu không? San Jose, thành phố Cali, tiểu bang 95112 Hiệp Trung Quốc Huệ Kỳ Ad Rep Tu Tri Phai Ad Center Road San Jose City California 95112 Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ American United of American. Gớ mày thông cảm, ta mới qua có mấy năm đọc không vậy. Die in the water. Nó chết biển, nó chết ở đâu? Hồ. Oh. Die in the water of the lake. Please give my dear come back to me and tell me something happened. Why you die? And tell me where are you now? Tell your husband hot sack damage.
nó lẫn lộn tùm lum vậy thầy? Tiền chữ, tao không biết cái chữ hốt xác là gì, tao đọc mẹ nó tiếng Việt. Đọc cái này xong tao đuối luôn, tao đuối còn hơn con vợ mày lúc chết. Thôi để đây, tao ngồi tao kêu nó về. Dẹp dẹp mấy cái này cho thầy ngồi xem nó nói gì. Thầy, rồi nó nói rồi. Nó nói gì thầy? Nó nói mình thầy nghe thôi, mày không cần nghe. Giờ tao mới giải thích chứ, nhiều khi tao giải thích đúng tiền tiếp nó có tí. Chứ để nó nói thẳng với mày làm gì có tiền tiếp. Ôi, sao nó thầy? Nói rồi. Đây này, nó nói là nó nhớ mày lắm. Trời ơi, vậy hả thầy? Mà gớm sao mày cúng gì mà mày cúng lắm thế? Nó mới chết một tháng mà nó lên 20 pound rồi. Ngày nào mà em cúng vịt quay, heo quay cho nó hả? Conestezone. Nó nói không cần phải thế. Rồi câu thứ hai, nó nói là con lấy vợ thì lấy vợ ở Mỹ, không được về Việt Nam lấy vợ nhí. Kỳ vậy thầy? Cũng lấy ai lấy chứ? Ai biết nó nói mà. Tao chen chỉ này thôi. I don't know what her mean. Con không cần biết cái chuyện đó. Cái điều quan trọng là con cần biết xác nó đang ở đâu để con đem về funeral home. Xác thì không cần phải hỏi. Tao không nghe nó nói gì về vấn đề xác. Nhưng xác không cần phải hỏi. Thầy gieo một quẻ thì thầy biết nó ở đâu. Việc gì mày phải khổ thế? Nãy giờ mày hỏi xác mày đâu tốn mẹ nó 300. Không, chỉ có hỏi đây này. Tao gieo quẻ là tao biết. Thiên ninh ninh, địa ninh ninh, cái vườn cái thầy. Josh, vợ anh chết đuối phải không? Dạ đúng. Gớm quẻ linh thế, tôi gieo một phát một nó lên 4 chữ đa thủy tắc trầm, chắc chắn vợ anh chết phải nằm dưới nước. Chứ túi không lẽ nằm trên bờ? Cái bờ thế mới bảo quẻ linh. Chết đuối mà nằm trên bờ thì hư mẹ cái quẻ rồi. Thầy chờ con chút, con có điện thoại. Ừ, cứ việc tự nhiên. Alo. À, Đức đây. À, sao? Thế hả? Ở đâu? Sacramento hả? Có chắc không? Đúng rồi, vợ tôi đi câu rồi bị mất tích đó. Có thiệt không? Thiệt hả? Thôi được rồi, tôi tới liền nha, bye. Tìm thấy xác rồi phải không? Thấy chưa, khỏe linh không, giống thế mà không ai không tin tôi rồi là không được rồi, thấy không? Đúng, tôi bảo đúng là phải đúng thôi. Tìm thấy xác mẹ gì? Hả? Nó bỏ tôi đi sống với thằng bạn thân ở Sacramento rồi. Còn sống nhăn mà đi gọi hồn. Nhưng mà anh phải thông biết là bây giờ anh tìm vợ anh là được rồi. Cái gì? Tôi á là muốn tìm biết xác ở đâu hả, mới nhờ ông tới gọi hồn về để mà còn biết chỗ nào để báo cảnh sát. Ủa, tầm bậy tầm bạ không à. Thế anh muốn vợ anh chết lắm à? Gớm anh. Chứ còn gì nữa. Làm mừng khùng mấy tháng nay à. Mất mẹ nó tiền bảo hiểm nhân thọ rồi. Dẹp nghề đi cha. Bực mình. Sao tự dưng bảo ta dẹp nghề? Bây giờ ta dẹp nghề ta lấy gì ta sống đây? Hả? Mày là cái gì mày bảo ta dẹp nghề? Sợ, xin lỗi mày. Ít nhất cũng lừa mày được 300. Đúng. Lấy mẹ luôn 300. Trời ơi, sao hôm nay tổ chát thế hả? Trời ơi, mà Thảo nào cái này nó có điểm, nó cứ chạy lên chạy xuống mãi đi. Gớm, gọi hồn người nào không gọi, gọi ngay đúng hồn người còn sống. Kèo ơi, mang cho bố cốc nước. Mệt bở cả hơi tai. Mày ở trong nhà mày cứ chạy mãi thế này, hôm mày đâm đầu vào trong tường mày chết nha.
làm ăn đã không được rồi không có tiền đâu mà lo cho mày. Đưa nước đây. Thằng này nó cứ xem cà tun mãi, bây giờ mày cứ như cà tun đấy. Sửa tức lại. Mày ngồi xuống đây không? Tán một phát là chết bây giờ. Này bà này. Bố. Gì? Ông ấy đang nhờ bố gọi hồn. Sao ông ấy bỏ đi vậy bố? Xui khỏe. Hôm nay bố mày gọi nghe hồn người còn sống. Nó về rồi, may mà nó không tán cho bố mày không còn cái răng nào, chứ đừng nói mày còn được vài cái. Lâu lâu xui một lần mà. Đừng có lo. Sao không qua gì? Tát cho mày không còn một cái răng sữa nào, bây giờ mày còn nhái tao, mày đông qua gì à? Bố mày không biết tiếng Anh thì bố mày đọc đông qua gì kệ tao. Con người có số đấy. Số cái gì? Sắp chết tới nơi rồi, số gì? Giày dép còn có số cơ mà. Ai chả biết giày dép có số. Đây này nhé. Cũng là đôi giày số 47 mà loạn vào chân của bố đó thì toàn đi cắt cỏ thôi. Mà loạn vào chân tài tử điện ảnh Tom Cruise thì toàn đi chân thảm đỏ. Thấy chứ, việc gì phải lo. Ồ, vậy thằng này nó bé bé mà sao nó thông minh vậy? Thông minh à, đúng rồi, nhưng mà bây giờ bố nói con nghe, gớm lúc nãy gặp cái thằng nó hiền, chứ nếu hôm khác gặp tình trạng này mà gặp thằng nào nó dữ dữ nhá, nó báo cảnh sát thì túm hết hai bố con mình vào trong treo, lúc đây là chết. Và bây giờ nếu mà làm thế này thì tiền đâu nữa mà sống hả con? Bố yên tâm đi, luật sư này, bác sĩ này còn có khi bị rước bằng hành nghề vì làm bậy. Bố làm bậy đâu cái sao? Cái nghề gọi hồn này thì làm gì có bằng để mà rước. Con của tôi, không nhẽ tao gọi mày thần đồng. Thôi hạ xuống hai bậc còn chỉ thôi con nhé. Bố sợ mày lên mặt lắm. Nhưng mà con thông minh quá, con thông minh lắm, con có biết không? Trời ơi, cha nào con ấy. Bố, bố. Gì? Cho con hỏi. Cứ tự nhiên. Bố có gọi được hồn người chết thật không bố? Mày nhìn cái mặt tao có như chết xi măng không? Nó đơ rồi đấy. Gớm sao tao mới khen mày thông minh, sao bây giờ mày ngu đột xuất thế hả? Bố mày đã gọi được hồn người chết thì tao đã gọi hồn mẹ mày về tao mắng cho một trận rồi. Đi vào dọn cơm ăn. Rồi về hưu nghỉ sớm cho nó khỏe ông ơi. Làm tổng thống làm gì cho chúng nó chửi. Tôi bảo ông nghe, người ta nói làm vua mới sướng, làm tổng thống Mỹ không có sướng gì đâu. Nếu mà đã sướng thì tôi cũng đi ứng cử với ông cho vui rồi. Ây chà, ông này mà lên thì Chế Linh đi xô mệt nghỉ. Này, tôi nói cho ông biết nha, kinh tế bây giờ nó đau lắm rồi. Tôi còn mỗi căn nhà này thôi đấy. Ông làm cái gì thì làm, nó mà kéo đi của tôi, ông đừng có mà nhìn mặt tôi nha. Chị Lý Sử. Bệnh giỏi, khỏe không? Người chứ phải hỏa tiễn đâu mà vừa nói xuất hiện ngay thế. Trời đất ơi, tôi tới trước cửa nhà chị, tôi mới lấy điện thoại alo cho chị mà. Dạ bác Lý Sự,
Thôi kêu tôi Lý được rồi, sự tên chồng tôi. Cô kêu cả cặp nghe kinh quá. Ê, thế hai bố con nay rảnh rỗi có chuyện gì qua đây không? Qua là phải có chuyện chứ. Con gái tôi đang đi làm mà tôi phải kêu nó từ sở chạy gấp về đây gặp chị đó. Gớm, thì cái gì nói nhanh nhanh cái tôi còn phải đi tập thể dục. Chị mà cũng tập thể dục có sao? Gớm xin lỗi ông anh đi. Tôi mà không có work out thì làm sao mà tôi có cái body sexy ba vòng chập trùng khác nhau này được. Chị tập tạ phải không? Ừ, sao biết? Tạ đè riết người càng ngày càng lùn nè. Xin lỗi ông anh, lùn thì nó cũng có cái giá trị của lùn. Ông anh không nghe người ta nói à? Mập đẹp, ốm dễ thương, cao sang, lùn quý phái. Tôi đang nằm trong diện lùn quý phái nha. Nói chuyện với mấy người đàn ông mà có con ve chó bên miệng nhiều lời lắm. Mệt hết hơi. Tập thể dục cho nó khỏe. Chị ơi. Trời đất thôi ơi, đi bà. Thở vô mặt tao chóng mặt luôn rồi. Bà thấy bác Lý đó, tập thể dục mà cũng nè. Thôi mẹ ơi, hết bà tới mày à. Con nghĩ hôm nay bác Lý bận rồi đó. Bữa khác qua nói đi. Nãy giờ qua đứng nè, không mời ngủ không có miếng nước. Xin lỗi. À, nói chung là em so gì? Sit down bunny. Gì vậy? Có gì đâu mà chố mắt. Mời ngồi đấy, ngồi đi. Có chuyện gì nói nhanh hộ cái, gớm nhiều việc lắm nha. Thì cái chuyện con trai chị thằng Dũng đó. Ừ. Với lại con Hải Đường con gái của tôi nè. Bữa trước tôi nói có nói chuyện trên điện thoại chị mà tôi thấy chị như cố tình lờ đi á. Bữa nay tôi dẫn nó qua để nói chuyện một lời cho xong. Thì ông anh cũng biết ý tôi rồi mà. Ba, dẹp đi ba. Bác Lý đã không thích rồi, ba cứ ngồi đây nói hoài làm gì nữa. Mày con gái mình cứ ào ào vậy, ai mà dám nhận mình là con dâu. Chị Lý à. Ừ. Tôi nghe nói là hồi xưa là vợ tôi với chị có kết nghĩa làm chị em, đúng không? Ừ. Mà chị vừa lùng vừa già mà lúc nào cũng muốn làm em, có đúng không? Rồi hai người có hứa là gả con cho nhau nữa, có đúng không vậy? Thì nói chung thì là cũng chính xác. Mà tôi không bảo ông anh nghe. Cái bà vợ nhà ông anh ấy, bà làm như bà có cái đam mê chuyện tàu đấy. Bà gặp tôi bà cứ bảo thôi mình kết nghĩa cái tình huynh đệ, cái tình tỉ muội, nói chung cái tình khỉ gió gì nhà bà ấy. Thế mà bây giờ cái chuyện đấy nó cũng đã lâu lắm rồi, thế ông anh nhớ làm cái gì, phiền lắm. Thôi dẹp đi ba, con nói rồi con không cần nha. Trời ơi, con có ế đâu mà sợ ba ngồi ba năn nỉ hoài vậy. Này cháu, thế ế hay không thì bác không biết, chứ mà 1-2 năm nữa mà không ai lấy thì cũng gọi là ống chề nhá. Con người thì bé tí, bày đặt thiên đường với hải đường. Gươm, chắc là ngày xưa bà nhà lại thích tướng cướp Bạch Hải Đường nên mới lấy tên nó Hải Đường gì. Tôi nhìn kỹ thì cháu nên là lấy tên Hải Tặc thì đúng hơn. Cướp con gái con lứa đứng dùng cái chân như tướng cướp thấy cắt ghét. Chị ơi, tại vì đó vợ chồng tôi thích trồng cây kiểng lắm. Không? Bà mới lấy tên các loài hoa đặt tên. Bà là Hướng Dương. Còn đặt tên cho con nhỏ này là Hải Đường. Vậy đó. Sao không lấy tên ông anh là Hoa Vạn Thọ luôn, để lên bàn thờ cúng cho nó đủ bộ. Được Vạn Thọ cũng đỡ. Hồi đó mỗi lần bà nhìn mặt tôi, bà nói tôi kêu tôi là hoa cứt lợn mới chết chứ. Thì đúng rồi, mặt anh giống mặt con heo thì bà kêu cứt lợn là đúng rồi. Thế mà cũng nói được rồi, buồn cười. Ba, đi về nha. Ba không về con về. Trời ơi, nói chuyện thấy phát ghét. Hèn chi chồng bỏ là đúng rồi. Trời đất ơi mày, nó dễ mày sao? Nó lén người ta phải nói nhỏ nhỏ mà nó ào ào mặt tao nghe tao chửi sao? Con thông cảm đi. Mấy cái thứ người mày nhỏ con mà khó ưa lắm. Tao nói có lớn quá không? Quá lớn rồi đó ba. À vậy hả? Vì lý sự cái ý tôi là muốn nói là chị là cái mấy người nhỏ con á. Nhìn nó dễ thương. Con nhìn nè, coi mặt có Lý nè đó. Mắt nhỏ, mũi bự, mỏ chu nè. Cái mặt này mà Halloween khỏi cần quá trang, tao không biết là phù thủy. Coi lố quá không con? Tập 2 rồi đó.
Nói chung thì tôi có già, tôi có nhỏ, tôi có xấu thế nào thì cũng chuyện của tôi. Bây giờ ông anh biết rồi đấy. Bây giờ cái đời sống của mình là đời sống America. Bởi vậy ấy, ông anh đừng có quan tâm ba cái chuyện vớ va vớ vẩn linh tinh. Ôi trời, nhức hết cả đầu, tôi đau đầu quá. Dẹp cái vụ này đi nha ba. Một lần nữa Phân à. Ôi trời ơi, nó còn coi kỹ tướng con đây nè, thiếu gì người theo. Trời ơi, ông biết sao bà già trước khi chết cứ bắt buộc là phải làm dâu cho bác thôi. Không biết ông Dũng sao mà nhìn mặt bà già này sao thấy hãm tài dữ. Còn tôi nói đúng á. À không không, ý tôi nói là má nó có để lại cho nó một cái thơ di chúc. À ừ, ừ. Đó. Ui dồi ôi, lại còn di chúc nữa. Thôi ông anh cho tôi cười tí cho thỏa mãn. Tôi bảo ông anh nghe, người ta giàu có thì người ta mới di chúc. Đằng này như bà vợ nhà anh nghèo thế mà còn bày đặt di chúc với chả di chéo. Này tôi còn nhớ mãi nhá, cái bà chị nhà anh ấy, bà có mỗi một cái quần thôi, vá chẳng vá đục vá mãi mà không có cái quần đi ăn tiệc. Thế mà di chúc mà làm cái gì? Úi dồi ôi, nghe nó phiền não quá. Hải Đường. Dạ. Lấy cái thơ má con ra đây con. Bà đọc đi. Bầu. Mà thôi mày đọc đi, cái thơ này tao đọc cả trăm lần rồi. Tao không hiểu má mày lúc còn sống á thì thông minh sáng suốt, lúc sắp chết thì cái đầu tóc u tối hay sao á. Viết cái thơ kỳ cục quá. Đọc đi, đọc lớn cho bác Lý nghe. Cầm giùm con bác. Ba con Hải Đường ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy chị Lý Sự? Giật mình đâu có cần phải quá lố như vậy. Bay từ trong cái chỗ này mà bay ra tới ngoài nhà luôn. Đâu, coi lại mấy cái vòng coi có vòng nào bị móp không. May quá vòng trên còn nguyên. Thế này, tôi nói cho chị biết nhá, tôi lớn tuổi rồi, già cả rồi, có đọc cái gì thì bé mồm cái. Gớm con gái con lứa đọc cái gì hùng hùng hổ hổ, nghe giật hết cả người. Kinh khủng thật ý. Nè, đọc nó nhỏ thôi con. Dạ. Ba con Hải Đường ơi, chấm dấu than xuống thôi, thôi được rồi, thế cứ đọc thẳng đi, đừng có phết phẩy than thở không có thời gian nhá. Tôi với ông đang sống với nhau ngon lành, khi không bác sĩ nói tôi bị ung thư ruột già, Mỹ nó kêu bằng colon cancer. Ba dạy mày sao? Tiếng Mỹ này phải nhấn nhá đúng chỗ. Colon cancer. Colon cancer. Tầm bấy tầm bạ. Tây với chả u khiếp thật. Do chứng táo bón lâu ngày không đi cầu được mới ra nông nổi này. Anh cho em xin ý kiến tí. Cái gì? Gớm cái dòng thư mỗi mấy chữ mà tôi phải cứ ý kiến suốt. Thế bây giờ bà chị nhà anh ấy, bà qua tới Mỹ rồi thì bà phải văn minh tí. Thay vì cái từ đi cầu bà dùng từ zét cờ zoom đi. Thư di chúc mà bà phang hai chữ đi cầu. Vừa đọc một phát nghe ô nhiễm khắp hết cả nhà. Kinh quá. Ôi trời ơi, đau đầu quá. Ý kiến xong chưa bác? Dạ xong rồi chị đọc tiếp đi chị. Giờ tôi sắp chia tay ông, tôi có mấy điều muốn trăn trối lại cho ông. Ông ráng mà làm theo lời tôi dặn để tôi có thể ngậm cười nơi chín suối. Thứ nhất, hồi vợ chồng mình bế con Hải Đường đi vượt biển, tôi với chị Lý Sự có hứa với nhau là nếu trời cho tới bến bình yên, hai đứa tôi sẽ kết nghĩa chị em, và sau này tôi sẽ gả con Hải Đường cho thằng Dũng con chị Lý. Vậy sau khi tôi mất, ông với con Hải Đường nên giữ lời, đừng để tôi mang tiếng là người thất hứa. Ôi dồi, vớ va vớ vẩn. Người chết, người ta chết, người ta sắp chết sẵn rồi, ta muốn nói gì cái nói. Hơi đâu mà nghe, gom nghe đau hết cả đầu. Bác Lý ơi, bác để cho con đọc xong lá thơ của má con, sao bác nhảy vô họng con hoài vậy bác? Dạ, em xin lỗi chị đọc tiếp đi ạ. Sợ chị quá. Thứ hai, khi tôi chết, tôi để lại tiền cho con Hải Đường đặng nó có vốn làm ăn khi lấy chồng. Đó là bảo hiểm nhân thọ của tôi, $1,000,000. Trời đất ơi, chị nói vợ tôi nghèo sao mà chị cái quần chị mục dữ vậy chị Lý? Ôi chết, thôi quần mục kệ mẹ nó đi. Này, thế con ơi, thế nãy giờ con đọc cái gì mà có
cái bảo hiểm cái gì mà một triệu đô đấy. Ơi, bảo hiểm nhân thọ 1 triệu đô. Ừ. Má để lại cho con hai đường khi nó lấy chồng, hiểu chưa? Làm của hồi môn đó. Ừ. Đọc tiếp đi con. Ừ, đọc tiếp đi con dâu của mẹ. Con ngồi đây đi con. Ngồi đây đi con. Đấy, ngồi đi, con đọc tiếp đi con. Đọc bực tiếp bội. Ừ ừ. Thứ ba. Ừ. Tôi với ông hiện có 2 căn nhà trả gần xong hết mortgage rồi. Ông nên cho nứt con Hải Đường 1 căn đặng vợ chồng nó bắt đầu cuộc sống mới. Con ơi, con đừng đọc nữa. Mỗi lần con đọc mẹ nhớ đến mẹ con lắm con ơi. Mẹ nhớ mà mẹ đau hết cả lòng con ơi. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như làn khói hiền dì dào. Trời ơi chị Hướng Dương ơi, lý ra chị phải lấy tên Đại Dương mới đúng chị Dương ơi. Chị Dương ơi, chị Dương, mỗi lần mà nhắc đến chị sao tôi nhớ chị quá. Chị Dương ơi là chị Dương. Chị sống cùng đã tiếng chị về đây. Chị chứng giám được lòng thật của tôi. Tôi lúc nào cũng nhớ đến chị. Chị Dương ơi. Cái gì vậy? Nhiều lúc tôi nhớ đến chị còn hơn nhớ đến thằng chồng tôi nữa. Chị Dương ơi là chị Dương. Con bảo hiểm 1 triệu đô con lãnh chưa? Lãnh rồi bác. Ồ, đấy thấy chưa ông anh, nghe chưa? Người ta bảo trâu chết để ra mà người chết để tiền. Ôi trời ơi chị Dương ơi. Mới ngày nào chẳng biết cái chi ngoảnh mặt lại chị đã đai trước tôi rồi chị Dương ơi. Trời ơi sao chị không đợi tôi đi chung với chị Dương ơi. Ôi trời ơi, mà nếu tôi đi chung cùng chị làm sao mà tôi lãnh được 1 triệu đô với căn nhà chị Dương ơi. Ôi con ơi, đồng tiền liền khúc ruột, thuyền theo lái, gái theo chồng. Con ấy đi về nhà chồng là phải đưa tiền hết cho chồng nhá. Nếu không đưa cho chồng, cứ đưa cho mẹ. Mẹ nào cũng là mẹ, đưa cho mẹ tốt hơn con nha. Đọc tiếp đi con yêu của mẹ. Ôi ôi, tại bút. Ừ. Ông với con Hải Đường, ba nhớ đi cầu thường xuyên. Đừng để táo bón mà sanh bệnh giống tôi, giống má. Vĩnh biệt ba. Ôi giời ơi, ông anh thấy chưa? Cái gì? Cả cái cuộc đời tôi ấy, tôi đọc biết bao nhiêu văn chương, bao nhiêu sách vở, chưa có cái dòng duy chúc nào mà hay như cái dòng di chúc của bà chị nhà anh. Gớm mèo ơi, bà dùng mấy cái chữ rất là mộc mạc. Nhớ đi cầu không thì táo bón. Nhắc nhở là mình phải đi cầu thường xuyên đấy. Ui eo ơi, mẹ nói thật với con ấy, mẹ con ấy nhá, văn mẹ con hay lắm. Ông nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn mà gặp mẹ con thì cứ kêu mẹ con bằng cụ đấy. Ôi chị Lý à. Ừ. Chị nói chị thân với lại vợ tôi. Ừ. Lúc đám ma của bà đó bạn bè tới đầy đủ, sao tôi không thấy mặt chị vậy ta? Ông anh biết không, hôm đấy thật tình là em đi casino. Cái gì? Ồ không, nhầm, em đi cano. Anh biết không, tàu đi ra giữa biển, thế là nó bị đắm đấy. Tí nữa là em không sinh cùng ngày với bà chị, nhưng mà em chết cùng ngày là tiêu em luôn. Này, con yêu của mẹ, gớm, nãy giờ con qua đây, mẹ chưa có lo cái gì cho con uống cả. Thế con uống cái gì? Pepsi, bò húc, coca, con uống cái gì? Con đợi mẹ tí nhá. Ê hồi thật ý, hôm nay mẹ vui thật ý. Con dâu gì mà nó xinh, đáng yêu thật ý. Đợi mẹ tí nhá. Bà này bà là người hay là chim vậy ta? Hay bà bày dữ lắm ba. Ba, đọc xong lá thơ con mới biết bác Lý là người hai mặt á. Bác Lý ơi, khỏi nước đi. Uống được ly nước của bác con nghẹn cổ bác ơi. Đúng rồi, con nói chính xác rồi. Uống nước nghẹn họng lắm, con dùng trà đá đi cho nó thông họng này. Ôi trời ơi, eo ơi. Tôi nói thật với ông anh ấy, bây giờ nhìn kỹ cái con bé này ấy, càng nhìn càng thấy có cái gì nó rất là phúc hậu đấy. Em ơi, nhìn có cái gì rất là triệu phú. Nói chung nó tóm lại nhìn kỹ nó có một cái gì nói chung là rất là hải đường đấy. Thôi được rồi. Ừ. Bây giờ chị về chị bàn với lại con trai chị đi ha. Ừ. Nếu nó đồng ý thì chừng nào cho tụi nó là đám cưới đây. Ô chết, ông anh, sao thế được? Thế ngày hôm nay được không? Cái gì?
cưới gì lẹ vậy? Thôi ngày mai đi. Thế tôi nói chung là ngày nào cũng được, miễn sao cứ cưới là được rồi. Nói chung là phụ thuộc vô ông anh thôi. Mà bác Lễ ơi, ơi bác đây con. Tuy là lá thơm á con viết như vậy nhưng mà con muốn để lại số tiền đó hết cho ba con. Ôi con bé này nhìn kỹ thế mà không có dạy hả anh? Anh chị nói gì? Không phải cái kiểu nó ngây thơ đấy. Con ơi, nghĩa tử là nghĩa tận. Lời mẹ con dặn á là con phải thi hành. Con không thi hành làm sao mà mẹ con nhắm mắt được hả con? Đúng không ông anh? Làm sao nhắm mắt được không ông anh? Nhắm được chứ. Có ai chết mở mắt đâu. Đúng rồi vậy. Nhưng mà bây giờ con còn trẻ, con phải có óc xây dựng, phải có óc tự lập. Con anh Dũng lấy nhau, con không muốn lấy tiền của má con. Người ta nói tụi con là làm biếng. Ôi giời ơi, cái con bé này. Ôi giời ơi, con càng nói mẹ càng yêu con hơn. Con ngây thơ quá. Nói nghe này, không biết tự lập thì người ta cho là lười. Mà có gia tài mà không biết hưởng thì người ta cho là ngu. Ở đời thà mang tính lười còn hơn mang tính ngu, con nha. Thôi được rồi. Ừ. Về bàn kỹ với con chị đi ha. Có gì điện thoại cho cha con tôi nha. Đi chết. Về. Ôi chết ông anh. Sao mà đi về được? Mấy khi mà dòng đến nhà tôm đâu. Con ơi con ngồi đây đi. Trời ơi ông anh biết không, để tôi kêu thằng Dũng về. Cái thằng này tôi dạy nó, nó ngoan như tôi vậy đấy. Là nó không bao giờ mà nó biết chê tiền đâu đấy. Hả? Không quên nhầm, nó không bao giờ nó biết chê tình. Chết tôi dối quá. Ông anh đợi tôi tí nha. Để tôi lấy điện thoại tôi gọi cho nó cái. Ôi trời ơi, đâu rồi? Alo, Dũng à, con đang ở đâu đấy? Về gấp nha. Cái gì về đám cưới? Trời ơi, đám cưới ngay. Sao? Con được tăng lương á? Bao nhiêu đồng một giờ? 20 đồng á? Thôi quên mẹ này đi. Này, mẹ nói cho con biết nhá. Đi về đây đám cưới xong rồi quành lại cái nhà hàng, mua đứt luôn cho mẹ nhá. Chào con. Trời đất ơi, con bả lăng xăng kìa. Đúng là chưa đổ ông nghè đã đây hàng tổng. Mình giàu có, mình thay đổi rất là nhiều. Bác Lý. Cái gì dạ con? Anh Dũng làm gì 20 đồng dữ vậy bác? Nó rửa chén con à. Cái gì dữ vậy? Nhà hàng nào mà trả tiền cao dữ bác? Nói chung là cái lương chính thức của nó chỉ có 10 đồng thôi. Nhưng mà nó hay làm vỡ chén nhà hàng quá. Thế là ông chủ tăng thêm 10 đồng, yêu cầu nó đừng vỡ chén nữa. Thôi được rồi. Bây giờ tôi về. Tôi bận lắm nha. Không có chờ nói chuyện nhiều, bây giờ có gì điện thoại cho tôi sao? Ôi ông anh, thế ông anh bận thì ông anh về đi. Con dâu, con ở lại với mẹ đi. Này, trời tí nữa con ở đây ăn cơm nhá. Xong mẹ mẹ đưa con với Dũng đi mua áo cưới được không con? Nói chung là áo cưới con lo hết rồi. Ô, thấy người nào design cho con đấy? Cao Văn Nghiệp. Ôi ôi, cái người đấy mẹ thích lắm nhá. Còn nhớ nha, mặc áo xong ấy, giữ gìn sạch sẽ cho mẹ nhá. Để có gì mẹ... mẹ gì sai cô. Mẹ làm đám cưới trở lại. Trời đất ơi. Biểu. Bà này ba lấy bả cho người được lấy bả. Ba. Gì? Bác Lý nè. Con ơi, thế con làm cái tay sao mà đan chéo nhau nhìn ngộ nghĩnh thế con? Gì thế con? Bó tay đó. Đúng rồi đấy. Con mà đứng đây một tẹo là con bó luôn cả chân ấy. Thế con về nha. Chào bác Lý về. Chào bác con về. Ôi giời ơi, con dâu nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng, tôi thích gì đâu luôn đấy. Này, thế ông anh với con dâu về nhá. Được rồi. Anh xui với con dâu về. Thế em rước về. Dạ. Ôi giời ơi, em rước về. Em ơi, hai cha con dùng mình cũng đều nhau nữa cơ. Sao không đi vào Thúy Nga mà múa vũ đạo luôn đi. Ôi giời ơi, sao người mình nó vui thật ý. Tự nhiên đang nghèo trở thành giàu. Người nó cứ nhí nha nhí nhảnh như con chó cảnh là nào vậy. Ôi giời ơi, sao mà mừng quá. Để xem nào, điện thoại cho thằng con xem nào. Alo, Dũng à, con đang ở đâu? Về gấp nhá. Alo. Con đây, mẹ gọi con có việc gì mà về gấp thế, làm gì đấy? Ôi trời ơi, con ơi, về gấp đi con ơi. Con không biết chuyện gì đâu, động trời lắm. Nhà mình sắp bị cháy rồi. Ôi trời ơi, cái nhà mà mẹ làm gì mà cười ha hả? Ôi trời ơi. Cái nhà thì ra mặt chuột chứ có cái gì đâu. Mẹ vui quá, mẹ rối trí, mẹ nói linh tinh. Này, mẹ bảo cho con nghe, bây giờ con đang ở đâu, con về gấp hộ mẹ cái nào? Về từ đời nào đến giờ con về ở nhà rồi? Về đời nào là đang ở đâu? Con ở nhà chứ ở đâu? Nhà là nhà nào? Trước mặt mẹ này. Nào, đâu? Ui. Ôi ông ơi, mai mốt thì ông có phone thì ông cúp đi. Để nói tốn hết cả tiền. Này, mẹ bảo con nghe, sao đi làm về lại đi tay không hả con? Thì mẹ bảo con về gấp mà.
Úi dồi, mẹ cho con làm cái chóp ở trong nhà hàng á. Công việc của con hàng ngày là rửa chén với nấu ăn, xong rồi đi ra về phải chôm chỉa ít thức ăn cho mẹ. Dặn bao nhiêu lần thì cũng không bao giờ đưa về. Này, nhưng mà không sao. Vào đây, vào đây. Con ơi, con vào đây, nhanh nhanh. Gì mà thối rít cả lên thế? Hệ trọng lắm con ạ. Bình minh sắp tỏa sáng trong nhà mình rồi. Ánh sáng le lói vào mặt mẹ con mình rồi. Con biết không, mẹ hạnh phúc lắm. Bây giờ ở hiền gặp lành con ạ. Con biết không, mẹ mà nói ra con ngất ngay đấy. Con nói thật với mẹ, chắc là mẹ có mỗi một cái việc là mẹ lấy chồng mẹ mới vui như thế. Nhưng chẳng cái gì mà chồng. Này, chuyện hệ trọng đấy. Con có biết con Hải Đường, con Bác Hướng Dương không? Biết. À này, nó giàu lắm nhá. Ừ. Nó được thừa hưởng 1 triệu tiền bảo hiểm của mẹ nó với một căn nhà đấy. À, thế sao con biết, thế sao không nhào vào đi? Để bây giờ mẹ chỉ thì mới biết. Con có thích lấy vợ giàu bao giờ đâu. Tiền bạc đâu có đem lại hạnh phúc. Úi dồi, ai dạy mày câu ngu thế hả Dũng? Mẹ dạy chứ ai. Ừ, thì cũng đúng. Nhưng mà con cứ thử nghĩ đi, một thằng đàn ông mà không có tiền ấy, thì nó có hạnh phúc hay không? Đấy, mà mẹ bảo con nghe, điển hình thế này, ông Obama đây mà không có tiền còn điêu đứng, đừng nói gì con nhá. Nhưng mà tiền của con Hải Đường có liên quan gì đến con đâu. Ôi trời ơi, sao không liên quan? Mẹ bảo này, một thời gian ngắn nữa thôi, tiền 1 triệu đô và một căn nhà của nó sẽ lọt vào tay của con hiểu chưa, con yêu của mẹ. Mẹ nói, càng nói con càng thấy mẹ dở hơi. Tiền của nó tự nhiên vào tay con là như nào? Ôi trời ơi, thì mẹ gì đám cưới nó là xong. Ôi thôi, không. Gớm này con ơi, mẹ dạy cho con nghe. Con ấy, con còn trẻ người non dạ lắm, con không hiểu đời bằng mẹ đâu. Mẹ già cả rồi, cái gì mẹ không hiểu hết. Con còn lạ gì mẹ nữa mà con đi guốc trong bụng mẹ. Guốc với chả dép, ông biết cái gì mà guốc với dép. Ngày xưa ấy, mẹ dạy con là tiền bạc không mang lại hạnh phúc này, đàn ông phải biết tự lập. Chẳng qua là hồi đó mẹ không có tiền, mẹ mới dạy con như thế. Mẹ dạy xạo đúng không? Ừ, thì nói chung cũng đúng. Nhưng mà con ấy, cái thằng này nó bé người mà sao cái gì nó cũng nói được mình ấy. Con đâu có hiểu được cái nỗi khổ của mẹ đâu. Mẹ khổ thầm lắm con ơi. Máu nước mắt thế. Ngày xưa ở với bố con ấy, ông có con xong ông phắn đi luôn. Thế là mẹ ở nhà một mình nuôi con trong cảnh single mom. Con nuôi mẹ chứ mẹ nuôi con hồi nào? Ngày nào con cũng ăn cắp cơm về nuôi mẹ. Ừ thì đúng rồi, hai mẹ con mình nuôi nhau. Nhưng mà ông biết rồi đấy, tôi ước mơ cả đời ấy là lấy được một thằng chồng giàu có để mà trả thù đời. Thế mà cặp người nào người đấy cũng chỉ toàn ăn welfare mới đau. Còn cười cho nỗi đau của tôi. Con lệ mẹ, mẹ quá tự tin ấy. Người ta phải xinh đẹp, người ta phải nhan sắc, người ta mới lấy chồng giàu với chồng đẹp trai. Nhan sắc cỡ mẹ, lấy chồng là vui lắm rồi. Tôi thương anh lắm ấy, thì tôi mới dạy dỗ cho anh. Thế anh còn ra mặt anh dạy đời tôi. Thì thôi mẹ con mình đừng có nhìn mặt nhau nữa nhá. Ui giời. Ôi, rõ là ghét. Mẹ làm gì mà nóng tính thế? Mẹ có thương con không? Thương con là con đẻ mà. Mẹ không thương con thì thương ai? Cục cưng của mẹ. Bây giờ mẹ thương con thì con nói một cái này cho mẹ. Mẹ mua cho mẹ 1 triệu đô tiền bảo hiểm. Xong rồi khi nào mẹ chết thì con lĩnh. Ông bày với trả trò. Này, xin lỗi anh nhá. Những người mà bé bé xinh xinh như tôi sống dài lắm nhá. Không bao giờ chết được đâu. Bây giờ con cứ đi cái cách đấy đi. Đi tắt mình vừa được tình lại vừa được tiền con ạ. Không, con phải nghĩ cách đấy đi. Không được đâu, nhưng mà con không thích con Hải Đường. Hải mật Hải Đường thì con không thích đâu. Không, nhưng mà mày làm như tao cũng thích gì bố con nhà nó. Mẹ nói thật với con, lúc nãy bố nó vào, tao nhìn cái mặt ống tao ngán ăn bánh bao luôn ấy. Cái mặt cứ như cái bánh bao. Nhưng mà không có tiền thì có tiền rồi là nó thay đổi hết con ạ. Khi mà có tiền rồi thì con là trở thành 1 tỷ phú, con hiểu không? Tại vì gia đình nó nhiều tiền lắm, con phải lấy đi. Con biết bao nhiêu không? 1 million, 1 million. Khi con lấy nó xong ấy, con sẽ
trở thành một ông tỷ phú Bill Gates nhá, đi ăn bập phê với ông nhá. Tiền nó quan trọng như thế đấy. Con không biết là tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân. Nói chung tiền là hết ý, con đừng nên lãng phí nhá. Mẹ nói á, mẹ nói thì rất là có lý, nhưng mà con không có ý. Mẹ cứ dồn con vào thế bí mà con không biết cách xử lý. Dạ, còn thơ văn nó chặt chém tôi nữa mới đau chứ. Ôi trời ơi này, thế nãy giờ cứ nói vòng vo mãi. Con đừng có bảo mẹ là con có người yêu rồi nhá. Mẹ dạy cho con biết, người yêu của con bây giờ dù có là hoa hậu con phải bỏ nó đi. Vì những đứa có sắc thì không bao giờ có tiền, mà những đứa có cả sắc lẫn tiền không bao giờ lấy mày nha. Ơi vậy ấy, con ấy, trong đầu con bây giờ chỉ nên nhớ hai chữ hải hải hải, đường 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 mà thôi. Nói chung là con ứ lấy con hải đường. Trời ơi, nó lớn tuổi này rồi mà tôi bảo nó lấy con hải đường, nó bảo con ứ lấy con hải đường. Không làm như ông trẻ con lên ba. Này, mẹ bảo cho con biết, bây giờ con đi ra Phước Lộc Thọ mà xem, kinh tế nó xuống, bây giờ buôn bán ế ẩm vắng tanh như chùa Bà Đanh ấy. Tự dưng có người đưa $1,000,000 với căn nhà, con không chịu. Úi dồi, con dở người à. Bây giờ con phải lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Không lấy. Trời đất ơi, ở nhà có đám ma sao hai mẹ con chu chéo gì lớn? Dạ, dạ không công anh. Nãy giờ mẹ con em đang tập ca trù để sắp tới đi thi ca bè. Thế ông anh ơi, thế nãy giờ ông anh đứng nghe lén chuyện mẹ con nhà em hả? Tôi đâu cần nghe lén. Hai mẹ con chỉ trực tiếp truyền thanh ra ngoài tôi nghe rồi. Tôi tính vô đây bàn thêm chuyện đám cưới. Đứng ngoài đâu có về đâu. Bây giờ sao? Đấy thấy chưa? Mày chỉ được vạch áo cho người xem lưng thôi. Này, nhìn kỹ mà đi này. Này, con nhìn đi. Đấy, con dâu của mẹ con ra đây. Con ra đây cho chồng con nó xem. Đấy, có một đứa con gái nào mà hiền thục, nết na, thùy mị, nữ tính như con này không? Đấy, con dâu của mẹ, con qua đấy đi, con nói chuyện với chồng con đi. Chồng con nó cứ ướn nẹo thế thôi chứ, nó qua nó vừa thấy cái nhan sắc của con, không chừng nó ăn thịt con luôn. Đi con. Sao? Ui dì. Tỏ tình đấy. Thiên lôi sấm sét ở đâu ra thế hả trời? Sao? Làm con mà cha mẹ đặt đâu ngồi đó đi. Đúng rồi, nó nói đúng đấy. Anh lấy tôi, má anh vui, má tôi cũng vui nơi chính suối nữa. Lớn rồi phải lấy vợ, lấy ai cũng vậy, lấy giùm tôi cảm ơn á. Thấy thấy chưa? Đúng. Con thấy chưa? Người ta là đàn ông phải đi cầu hôn phụ nữ. Đằng này nó đến nhà nó cầu hôn với con như cái kiểu người ta nói là mỡ dâng trước miệng mèo mà còn không ăn. Rốt thật là rốt. Gì chị nói gì? Gì bảo mèo? À không, ý tôi bảo là hàng dâng đến tận họng mà còn không ăn. Cái gì? Ô không, không phải. Cái ý chị nói tùm lum vậy. Cái ý tôi bảo là cái con này đến đây nó cầu xin cưới mà sao thằng này không chịu. Ừ. Đấy, ông anh thấy chưa? Hai đứa nó đờ xem với nhau, chiều cao như nhau, nhìn yêu chưa? Thế mà còn không chịu cưới nữa. Này, tôi bảo ông anh nhá. Tôi bây giờ ấy, tự nhiên nó cưới nhau có $1,000,000 với căn nhà. Tôi già cả này, nó phải cho tôi kiếm tí cháo đúng không? Hả? Cái gì? Không, cho tôi kiếm chút cháu ấm bồng, tôi thèm cháu ấm bồng. Tôi quên. Này, thế bây giờ mày có chịu lấy con hải đường hay không? Thôi ngày hôm nay này, có bác Hướng Dương, có mẹ với lại hải đường đây, con cũng nói luôn, con có người yêu rồi. Cái gì? Cái gì? Vậy là sao? Cái thằng này, thằng bất hiếu. Mẹ mày nuôi mày lớn lên, có người yêu mày không báo mẹ à? Bây giờ mày nói thẳng cho mẹ biết đi là con nào. Mẹ qua nhà nó, mẹ đào mồ quốc mạ nhà nó, mẹ chửi cha mắng mẹ nhà nó. Tao có mới đứa con đẹp trai cao to như Beckham thế mà nó giành giật của tao à? Tao qua tao mút nó lòi mắt luôn nha. Con nào? Người yêu con không phải là đàn bà. Người yêu con là cái gì? Là đàn ông. Oh my God.
mày đừng có nói với mẹ là mày, là mày bóng nhá. Con không có bóng. Thế con không bóng thế con là cái gì? BD. Ông Anh ơi. Thì sao vậy? Tôi nghe tin xong tôi xuống máu. Vậy hả? Không, bây giờ tôi lên lại ông Anh ơi. Tôi lên xuống lẹ dữ vậy? Tôi đẻ có thằng con, tôi cầu mong nó lớn lên nó giống cha giống mẹ nó. Cuối cùng nó chả giống cái gì hết. Nó chỉ giống tôi cái mỗi tội là mê dai thôi. Mẹ nói cho mày biết nhá, mẹ đẻ con ra, mẹ mong con là đứa con trai, nên mẹ đặt tên con là Trần Hùng Dũng. Mẹ muốn con là Superman, là đàn ông. Mà cuối cùng nó lại bê đê mới đau rồi. Ôi giời ơi là giời. Chị Lý à, còn đau khổ nào cho ngồi tôi. Ngồi xuống bình tĩnh đi. Nói chị nghe, ở đời này nó có nhiều chuyện không có đơn giản vậy đâu. Bây giờ chị đi ra chợ chị mua thịt heo nè, có thịt nạc, thịt mỡ thì cũng có thịt ba rọi vậy. Thấy không? Bác phải nói là ba chỉ mẹ cháu mới hiểu. Hả? Thấy không? Được rồi, để tôi qua tôi khuyên nó cho biết rồi nó đổi ý nghe không? Ừ. Ông Anh Giang. Để đó tôi. Ừ, nhớ cho cháu nó cải thiện lại tí. Nè. Cứ từ đây con. Ở đây, lại đây. Ở đây. Đừng có khóc nữa. Bác hiểu thông cảm con mà. Trời ơi, hai mẹ, trời ơi, hai mẹ con không xấu như nhau hết á. Ổn quá. Thôi nha, đừng nín, bác hiểu hết nha. Bác thông cảm cho cháu là cháu vui lắm rồi, mẹ cháu không hiểu gì hết. Biết rồi. Cái gì vậy? Nó làm thuê quá. Thôi nha, đừng có thấy tôi đẹp mà làm tới nha. Nhiều khi đứng ở đây hồi có nhiều khi tình con mà duyên cha không trời. Nè, đừng có khóc. Con công chứ gì. Bác có cách làm cho con thắng. Ông được đâu bác ơi. Cái đấy ông làm được. Con nói bác biết. Sao? Bác đang thẳng đúng không? Ừ. Bây giờ con huấn luyện bác thành công được không? Giỡn hoài. Nó đang thẳng vậy à. Kêu công là sao má? Hey, con nói thật với bác là con cũng đã chuẩn bị hết rồi. Con... Thôi bác cứ đọc đi rồi bác hiểu. Gì đây? Để thơ đâu mà ước quá vậy. Trân trọng báo tin lễ thành hôn của Trần Hùng Dũng, sánh duyên cùng Vũ Đại Ca Thai. Hôn lễ sẽ cử hành đúng ngày Valentine Day tại San Francisco. Vậy là sao? Ôi trời ơi, cuối cùng là con lại lấy cái thằng Vũ Đại Ca Thây mà hằng ngày hay đến đây à. Ui dồi ôi, cái thằng nhìn dâu hùm hàm én mày ngài thế mà lại bê đê mới kinh. Rồi ôi là rồi ôi. Mẹ ơi, mẹ không, không phải là ai cũng có dâu cũng là đàn ông đâu. Ê, đừng có giỡn nha. Mai tao cạo râu mày. Ui dồi ôi, mẹ bảo cho con biết. Thế bây giờ hai đứa con trai lấy nhau, thế bây giờ đám cưới đứa nào làm cô dâu, đứa nào làm chú rể, chúng mày oẳn tù tì với nhau à? Tụi con rút thăm thôi. Không, rút với trả thăm. Thế đêm động phòng rồi chúng mày làm cái gì? Chúng mày làm hai hiệp sĩ đấu kiếm với nhau à? Ôi trời ơi, trời ơi. Mẹ ơi, tại sao mẹ cứ đi vào chuyện riêng tư của người khác thế nhỉ? Tôi đấy nhá, tôi nói cho anh biết, không có riêng với Tư gì hết đấy. Tôi đẻ anh ra, anh là thằng con trai, lớn lên thì phải là đàn ông, chứ không phải chạy ra đường đi theo ba cái mốt bê đê bê đeo. Làm như thế là làm nhục tôi lắm biết không. Tôi còn mặt mũi nào tôi nhìn với mọi người. Anh ấy như thế không phải là con của tôi nữa đâu. Đi ra khỏi nhà tôi đi. Yeah.
sao mẹ nặng lời với con như vậy? Con cũng có muốn như thế đâu. Tất cả những người như con này là do bẩm sinh mà. Làm gì có cái mốt nào là mốt BD hả mẹ? Bao nhiêu năm nay rồi, cũng chỉ vì mặt mũi của gia đình, thành kiến của xã hội mà con đã không dám sống với bản thân của mình, không dám sống thật với lòng mình. Con tự hỏi mẹ, một người mẹ sinh ra một đứa con mà chẳng may nó bị tật nguyền, thì người mẹ đấy có lỗi hay là người con có lỗi? Ai buồn hơn ai? Con cũng đã cố gắng lắm rồi để cho mẹ vui lòng, nhưng mà bây giờ mẹ bắt con lấy hải đường, mà lấy cũng chỉ vì tiền thôi, thì con không làm như thế được. Con xấu hổ lắm. Từ nào tới giờ tôi cũng đọc trong sách văn học, nó cũng nói ba cái chuyện đồng tính luyến ái, nhưng mà tôi nghĩ nó không chỉ ở trong cái xã hội này thôi, chứ tôi đâu có biết nên ngày hôm nay nó lại xuất hiện ở trong nhà tôi mới đau. Ôi trời ơi, trời ơi. Đồng tính luyến ái thì thời nào cũng có mẹ, nhưng mà ngày xưa bởi vì xã hội quá khắt khe, người ta không dám bộc lộ ra. Cũng bao nhiêu người rồi cũng lấy vợ đẻ con, nhưng mà có hạnh phúc gì đâu, rồi cuối cùng cũng ôm hận mà chết thôi. Nhưng mà bây giờ thì xã hội cũng đã cởi mở rồi, con không muốn sống giả dối nữa. Mẹ là mẹ của con cơ mà, mẹ không thông cảm với con thì thôi, chứ tại sao mẹ còn trách móc con, mẹ còn nghiệt ngã với con, mẹ nhục mạ con như thế. Thôi, nếu mẹ không chấp nhận đứa con này thì con xin phép mẹ, con đi. Đứng lại, anh không có đi đâu hết. Anh là con của tôi phải giáo dục anh lại. Sống ở đời ngô là phải ra ngô, khoai là phải ra khoai. Ở trong nhà là phải có âm dương hòa hợp, làm gì có cái chuyện âm âm dương dương là như thế nào. Ôi trời ơi là trời ơi là trời. Ngồi xuống chị, ngồi xuống chị. Tôi nói chị nghe, cái trường hợp của chị đó không phải là cái trường hợp đặc biệt đâu, mà có nhiều trường hợp nó cũng giống như vậy đó. Ví dụ như là trường hợp của tôi nè. Cái gì? Ông anh đừng có nói với tôi là ông anh cũng BD nhá. Cái gì? Mày, trong nhà tôi cũng có. Ông anh cũng có một thằng con có trường hợp giống như thằng con tôi á. Con trai còn đỡ, thằng này nó ở gần bên chị đó. Đâu? Kế bên đó. Cái đứa mà đang rung đùi đó. Lesbian đó bà. Là cái gì? Ô môi chính cống. Con gái mà đóng vai con trai đó. Wow. Cái gì? Gì vậy nữa? Trời ơi. Lên nữa hả? Nó cùng một ngày mà tôi từ hết ngạc nhiên này đến thảng thốt nọ. Ôi trời ơi ông anh ơi, nãy giờ tôi nhìn nó tôi đã nghi rồi. Trời ơi, nó vào nhà tôi bảo sao tại sao có đứa con gái nào mà nó lại ăn mặc cái kiểu như thế này, tóc tai thì lại nửa trai mà nửa gái như thế này. Ôi trời ơi ông anh ơi, kinh khủng quá. Sao ngày hôm nay ở trong nhà tôi toàn là BD với ô môi không thể ông anh. Tôi lại ngồi bác đi. Lý, tôi ngồi đây á. Thế có bị lây bệnh không? Không có đâu. Chị nó quá. Tại vì bác Lý ích kỷ thôi. Chứ thời nào cũng có đồng tình luyến ái, mà tại ngày xưa xã hội khắc nghiệt, cho nên người ta không dám bộc lộ, rồi người ta ôm hận tới chết. Chứ bây giờ nè, xã hội Mỹ nè bác, bác biết ông Elton John không? Elton John, biết không? Ông mới đám cưới San Francisco á. Đám cưới đàn ông linh đình lắm á. Mỹ nói đúng không dù? Yeah. Ôi giời, con nói thật với mẹ chứ mẹ cứ khắt khe quá làm cái gì cho nó mệt. Con nói thật, bao nhiêu người đồng tính rồi người ta đóng góp cho bao nhiêu công trình xã hội, văn hóa rồi tùm lum, đâu có chết ai đâu, mà người ta cũng bình thường thôi,
Mẹ thấy con bao nhiêu nay cũng bình thường này. Con nói cho mẹ biết con còn bao nhiêu là bạn bè này, ca sĩ này, make up này, designer này, làm tóc này. Ngày mai á, con rủ chúng nó lõa lòa ra hết. Rồi tôi bảo cho ông anh biết, người ta cái bóng đấy là cái bóng chúa, bóng vàng, bóng bạc. Người ta nổi tiếng, người ta kiếm ra tiền. Còn ấy, cơm ông ấy thì bóng xuồng, bóng xã, bóng tắc cùng cung. Mày đặt bông với chả béo. Gớm, mẹ cứ làm như ai bóng rồi cũng làm rất nhiều tiền ấy. Này. Vậy. Bà men quá. Khép chân lại đi. Cho mình xin lỗi nhá. Làm nàng ấy thất vọng. Có thất vọng gì đâu. Tôi còn vui nữa là khác á. Tôi đâu muốn lấy chồng. Lý Sự à, từ hồi mà tôi biết cái con Hải Đường là ô môi đó, tôi nổi điên còn hơn chị nữa. Tôi giận, tôi la nó, tôi cúng từ nó luôn mà. Ngày nào tôi cũng chửi nó, riết nó bỏ nhà đi luôn á. Ba đuổi con đi nha ba. Dạ em xin lỗi anh Hải Đường. Cha con tôi vậy đó, như đàn ông vậy mà. Rồi sau đó đó tôi mới nghĩ lại, trời xanh nó ra vậy chứ nó đâu có tội gì đâu. Tôi mới hối hận quá đi tìm nó về. Bây giờ tôi càng thương nó hơn đó nha. Tại vì nghe lời má nó mà nó là đàn ông mà nó phải hy sinh lấy thằng đàn ông. Nó vậy là tôi mới, đứa con có hiếu đúng không? Mình phải thương. Chị cũng phải từ từ suy nghĩ cái trường hợp con chị đi nha. Này, bây giờ mình cùng hội cùng thuyền cũng may ấy chị. Rất là may ấy. Chứ tưởng tượng bây giờ hai đứa mình mà đám cưới với nhau ấy, lấy nhau về xong rồi đêm nào mỗi đứa ôm một cái chậu thi nhau mà ói. Mình cũng cảm ơn Du á. Mình cũng nghĩ tới cái cảnh mà đám cưới nha. Mình mặc taxi đồ hả? Du mặc áo sơ rê. À bà bỏ mấy con ơi, ở đây em có người không có người không vui à. Trời ơi mẹ ơi, sao bây giờ mẹ vẫn còn căng thẳng thế nhỉ? Căng thẳng làm cái gì cho nó già người ta? Thì nói chung ấy là sao? Bây giờ con tôi ấy, bây giờ ấy, trâu hùm beo nào mà nỡ ăn thịt con, đúng không ông anh? Đúng. Bây giờ con tôi vậy thì tôi cũng phải chịu thôi. Bây giờ anh ấy có bóng thì anh có gì tôi cũng không có khe. Mà tôi nghĩ đi nghĩ lại tôi cứ thấy tiếc thế nào ấy. Mẹ tiếc cái gì mà tiếc? Thì cứ thấy tiếc là chị, anh... Chị tiếc cái gì? Thì nó như thế, nó không lấy được con Hải Đường. Coi như là tôi mất tiêu mẹ nó căn nhà với triệu đô của tôi rồi. Nghĩ sao bay cái trường thể dục thẩm mỹ như vậy mà nguyên con mẹ bầu vô đây mà nhảy một hồi xúc con ở đây ai chịu trách nhiệm? Dạ thưa chị, em có biết là người ta giới thiệu em ở đây là cái trường thể dục thẩm mỹ, bởi vậy hôm nay em mới tới đây em muốn hỏi chị có cách nào tập cho em mà từ thép mà thành keo không? Trời, nhức cái tai luôn vậy. Thép là để làm nhà. Dạ. Keo là để dán giấy. Thép không thể nào mà chế thành keo được hết trơn. Chị ơi, em với chị là cùng người Việt Nam với nhau mà làm như mình bất đồng ngôn ngữ á. Đó, em giải thích lại cho chị. Ý em nói có nghĩa là chị có thể nào tập cho em từ cái người em lùng ở một khúc gì mà làm cho em dài thuần loàn ra được không chị? Trời. À, nãy giờ là bà nói thấp với cao đó hả? Dạ. Nếu có phương pháp mà tập từ thấp lên cao là tôi tập rồi chứ đâu đợi tới bà. Hen, thấy chị đi giày cả tắt luôn mà ngư cũng lùng xính như xì trâm vậy đó. Vô đây chơi đây. Thì giờ không dạy kiểu này thì chị dạy thể dục kiểu khác cho em. Dạy cho dễ đẻ phải không?
về viện Bảo Sanh kêu mấy cái bà y tá mới chỉ cho cái cách về leo giường tập cho dễ đẻ. Trời ơi chị ơi, nói gì thì dễ quá rồi. Cái ý em á là vô đây á, chính xác hơn á là đỡ, sau khi đẻ ngang là em tập xong là cái người em nó gọn lại như cũ. Tại em làm cái nghề đòi hỏi á là em phải có một cái body đẹp đó chị. Làm gì? Ngừ máu. Sao mỗi lần nói ngừ máu ai cũng giật mình hết trơn vậy trời. Trời ơi má ơi, cái giò bà có một feet bốt à. Bà là một mẫu với người mẫu cái gì trời. Bà là người mẫu chám tôi siêu sao lắm à. Bởi vậy chị không có hiểu gì trơn á. Cái nghề em là nghề người mẫu bikini. Bởi vậy nó không có cần chân dài mà nó chỉ cần điện nước đầy đủ là được rồi quá chị ạ. Bây giờ bà là điện nước cúp sạch. Bà là giải tỏa không có đền bù đó má. Vòng 1 với vòng 3 không có thấy, thấy vòng 2 nó sắp tràn xuống dưới kia rồi kìa. Bởi vậy nói hoài sao chị không hiểu gì trơn. Thôi bà là mẫu ai mà tin, bà cái hãng nào mà dám mời bà. Xin lỗi chị nha, em nhìn vậy thôi chứ em làm người mẫu cho Mỹ chứ không có làm cho người Việt Nam à. Hãng nào? Victoria Secret. Sao không bao giờ tôi câu Secret mà tôi không thấy bà chứ. Chị hiểu chữ Secret là gì không? Không. Secret có nghĩa là bí mật, mà em là người mẫu hàng đầu nên em luôn luôn phải bí mật. Không rồi. Cần mọi người biết, chỉ cần em biết mọi người là được rồi. Tôi coi hoài tôi không thấy bà bơi. Bởi vậy nói chị không tin, để em lấy cho chị coi nè. Cái gì vậy? Bánh donut vậy ơi. Cô bầu thèm ăn một ngày em quất tục cái mà nước miếng vẫn cháy à. Trời ơi, một ngày bà giọng 10 cái đó anh ra vô có nhiêu nó dồn như cái bụng bà hết trơn. Bởi vậy chưa nè. Chưa thấy người đàn bà nào có chữa mà xấu như con mẹ nè hết trơn trời. Trời ơi, cái bầu nhọn liễu như mũi tên vậy đó trời. Bởi vậy nói chị không tin đâu nè. Hả? Coi hình đi. Trời ơi. Hình cô đây hả? Dạ. Đẹp quá vậy. Phải không? Đẹp có giò dài miên man quá. Đó, bởi vậy đó, chị thấy không? Trời đất ơi, hình đẹp quá. Ha. Nằm dài sóc vậy luôn hả? Đẹp quá trời đẹp luôn. Dạ. Nhìn muốn nhức răng luôn vậy. Thì đó bởi vậy. Cất đi, cất đi, cất đi. Lấy hình của bà ra đi. Cái gì vậy trời? Nãy giờ chị coi hình em đó. Ghẹo dạ, hoài, thôi lấy hình bà ra đi. Trời ơi, hình em đó chị ơi. Vậy đó hả? Bởi vậy em với hình không có liên quan với nhau chị ơi. Trong hình một trời mà ở ngoài em một vực đó chị. Cái hình nãy là bà. Dạ. Tội nghiệp quá, thằng nào chụp hình cho bà chắc nó cũng photoshop chắc banh ba con chuột mới được quá. Sao có chữa chi vậy? Đang làm người mẫu rồi để có bầu à? Dạ, accident chị ơi. Giờ đang đi tìm cha của đứa trẻ đây nè chị. Bây giờ biết cha nó đâu đây à? Đi về kiếm cha đứa trẻ đi. Khi nào kiếm được cha nó rồi xin một mớ tiền quay trở đây tập thể dục được không? Phải không chị không có dạy em hả? Vậy thôi để em đi tìm cha đứa trẻ. Vừa nói hình như là cha đứa trẻ gọi đây nè. Chết không phải là cha đứa trẻ, là bạn của cha đứa trẻ. Alo chị Oanh hả? Chị Phẻ không? Em Phẻ nè. Sao? Chị chỉ cho em cách ngừa thai hả? Ngừa con mẹ gì nữa chị ơi. Năm ngoái em hỏi chị không trả lời. Năm nay cái bụng thề lè sắp đẻ rồi đó nè. Bây giờ có chỉ cách nào vô nhà thương nhanh đẻ thì được. Ok bye chị nha. Em đi nghe trời. Trời ơi, có bà đi. Đàn bà con gái có bầu mà còn đi cái tướng dách dách sảnh nữa. Bà đi về luôn mà đừng có ghé sòng bài nha. Trời ơi, cái đầu bà đưa ra đó là người ta đánh bài tàu người ta bù chắc à. Bà ra bà đi cái tướng nó ra tới kia chắc bà đẻ luôn á. Tôi nói hay ghê, ông ra chả đẻ rớt ở ngoài đó luôn. Đi cái tướng mà lạ lùng. Sáng sớm gặp cái gì đâu không, sáng sớm gặp bầu là thấy xui quẩy ám ảnh tôi không à. Cái gì xui hả? Cái gì xui, ai vô đây ám? Thủ hồn không, tập thể thao là phải như vậy á. Như mẹ kia dồn xuống đây, người ta phải dồn lên tới đây nè. Mẹ kia tập lộn, nó dồn xuống còn cục, anh thì dồn sáu cục, trời ơi. Tập là phải tập như vậy. Em nói mẹ bầu xấu quá, chưa có con mẹ nào mà xấu như con mẹ đó hết trơn. Xấu xúc phạm người đứng kế bên luôn. Hồi nãy bà đứng đây mà bà lay em xấu luôn. Con cũng thấy nhiều người có bầu mà chưa thấy con nhỏ nào có bầu mà xấu như con nhỏ đó. Xấu không chịu nổi à, nhỏ đó vợ con á.
xin lỗi. Ôi bác ơi, chỗ này là trường thể dục thẩm mỹ hả bác? Dạ, xin giới thiệu đây, trường thể dục thẩm mỹ. Dạ, tại con vô nhìn bác con tưởng đâu ghi danh vô viện dưỡng lão. Cái gì vậy? Dạ. Nhan sắc này ta vô đây ta gặp tôi kêu bằng chị không đó nha. Dạ, dạ, dạ xin lỗi chị. Dạ, nghe nói chỗ này là buy one get one free mở new membership á. Ừ. À, mấy chị cho em ghi danh vô đi. Welcome. Dạ. Tên gì? Nhân. Full name please. Trần Mỹ Nhân. Thấy cái tên nó hợp với nhan sắc của em quá, chị nhức cục luôn phải không? Phải mình chị đâu, nhiều người vậy đó, nhiều có nhiều người còn chưa có kịp nức cục là ói là tại chỗ rồi. Không phải, tại vì ba má cậu đặt cái tên này hơi sớm. Đáng lý đẻ xong rồi đợi đầy tháng hãy đặt Mỹ Nhân. Coi nhan sắc rồi coi sao mới đặt cái giặt này hơi sớm, bị cái tên này dành cho người đẹp. Có ba má em đặt tên khác á chứ. Yeah. Mà tại em thấy cái tên Trần Mỹ Nhân nó hợp với em. À. Bởi vì lúc vô quốc tịch em mới đổi luôn. À. Đó. Chứ tên đúng của cậu là tên gì? Trần thấy gớm. À. Hai cụ ở nhà sáng suốt quá. Đáng lý giữ cái tên nó mới lên luôn á. Thôi, chị nhiều chuyện quá à, viết xuống đi. Rồi. Trần Mỹ Nhân. Trần Mỹ Nhân, câu hỏi quan trọng nha, anh có tập thể dục bao giờ chưa? Nhìn cái tướng như vậy mà hỏi có tập thể dục chưa? Hỏi một câu rất là mít lòng. Chị ơi chị. Dạ. Chị xích lên đây. Dạ sao? Chị coi đi. Sao? Trời đất ơi. Trời ơi hú hồn. Chị thấy không? Dạ thấy. Không tập thì làm sao có cái body giống như vậy? Đúng rồi. Không tập thì làm sao có cái mông giống. Con chuột bự quá. Hả? Chuột hú hồn luôn. Đó. Chuột bự như con trâu vậy ông nội. Đó. Mẹ. Trời nó chạy vô giữa luôn ông ơi. Trời ơi. Tập gì hay quá. Đó, không tập là làm sao có con chuột được giống như dạ, vậy chị thấy không? Quá đẹp. Chưa hết. Sáu múi luôn. Ừ. Ê nè, cái này mới hết hồn nè. Ừ, chị coi nè, nhờ tập mới có cái mông giống như mông quỷ đen. Trời ơi, đẹp quá. Bởi vậy, chuyên nghiệp nói chuyện có khác. Bởi vậy con chuột, cái gì vậy trời? Hả, à, sao bút không vậy ông cô nội? Trời ơi, trời nắng vậy ông, ông đụng bao nhiêu đi muốn chảy mồ hôi ông xíu cái bà. Trời ơi, đẩy. Sáu cục bút luôn ông ơi. Đụng chi cho cực tấm thân vậy? Độ nguyên người rồi chỗ này có độ không? Gì vậy? Chị với nha. Đó hả? Vô duyên gì vậy? Đập vô mông người ta mà không báo trước để người ta biết tầng không. Rồi, cỡ này là khoái tập lớp cao cấp rồi. Tôi sẽ điền tên vô cho tập lớp cao cấp. Em thích cái vụ đó. Viết xuống liền cho em cái lớp cao cấp. Rồi, để tôi kêu... Alo, Dân ơi. Em ra em nhận học viên mới nha cưng. Trần Mỹ Nhân. Nhưng mà là đàn ông á. Ra liền Dân ơi. Đó, hú hồn chưa? Xin giới thiệu với em. Đây, Trần Mỹ Nhân. Giật mình chưa? Dáng em chị vô chị uống thuốc chống sốc rồi. Trần Mỹ Nhân. Có bạn. Hello. Tên đẹp mà người cũng khá. Đâu đứng dậy coi. Chấm sờ vào hiện vật. Trời đất ơi. Vô đây tập thể dục mà làm như đi đá gà vậy. Chắc có cửa có cứng không? Một ngày ở nhà tập mấy tiếng? Cũng không nhiều vậy lắm đâu em ơi. 4 tiếng à. 4 tiếng ở trong gym? Không, 4 tiếng ở nhà, 20 tiếng ở gym. Dữ vậy? Nè, 20 tiếng là chưa kể thời gian jogging nha. Đó, and then swimming. Anh thích bơi bướm. Thấy không? Yeah. Thấy không? Thấy giống con bướm không? Rồi, rồi. Thấy giống con bướm không? Mỗi mình chuyển mình bơi chó. Không bơi chó nên anh nhảy qua anh boxing. And dancing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hay không em? Cha này có nhiều thì giờ quẩn vậy chắc thất nghiệp rồi. Em ơi, cái vụ mà thất nghiệp đó bây giờ coi như là tỷ lệ nó cao quá rồi. Cả Obama ông đâu có làm được gì đâu. Em thấy không? Ông phải xin thêm 4 năm nữa để ông coi ông có sửa chữa được gì không mà. Rồi rồi, thôi anh nói nhiều quá. Bây giờ là muốn vô lớp cao phải không? Viết vô rồi. Cái lớp cao cấp cho anh.
Bây giờ bắt đầu thử trước nha, coi sức anh chịu nổi không. Thử sao em? Bây giờ nhẹ nhẹ khởi động sơ sơ thôi. À? Làm 50 cái hít đất nha. Lát nữa tôi trở lại đi. 50 cái hít đất. Nhẹ thôi. Ừ. Ok. Em đứng đó coi anh nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, đánh da xây. Trời ơi. 47, 48, 49, 50. Hơi. 50 cái vậy là tốt lắm rồi đó. Sao? Thích. Anh á, anh nể mặt em lắm. Ừ. Em kêu anh hít 50 cái, anh mới hít 50 cái, chứ ở nhà là mỗi một lần anh hít là anh hít 500 cái. Mà anh hít một ngón. Khá. Nhưng mà anh ơi, anh tập không có đều. Cái gì không đều em? Nhìn cái tướng này nè, trên to mà dưới teo. Ở trên á thì hùng hổ như con beo á, ở dưới như hai quả dưa leo thế kia. Cái này đó là tập giết nó thành cái tướng mà củ khoai lang mà cắm hai cái tâm á. Bây giờ đó mình phải tập lại cho nó đều, trên dưới to bằng nhau, không? Thì đó. Bây giờ tập sơ sơ, không? Anh đi theo Vân và tập trước cái đùi và cái hông. À, tập dưới đây thôi phải không? Cái phần dưới thôi phải không? Thử sơ sơ, nếu mà anh chịu được thì mình sẽ tập thêm ha. Rồi. Ok, chờ tí. Thay cởi áo là muốn tập liền rồi. Ok, bây giờ tập theo nha. À, rồi. Xin music. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Tay nữa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mặt lên. 1, 2, 3, 4. Đúng rồi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, ok rồi. Bây giờ ngang qua ngang lại. Ngang qua. Em ơi, cỡ này thôi em ơi, anh tẹt xuống nữa không được. Nội ngoại gia đình nhà anh có mình anh là con trai à. Tẹt xuống nữa là nó tét. Mà nó tét là nó tiêu. Ok thôi đứng dậy đi. Đỡ anh dậy. Ê, cái gì? Ok, dậy. Ôi giời ơi. Trời ơi. Anh ơi, anh tập như vậy đó là Vân thấy không có vào cái lớp cao cấp được rồi. Anh cũng thấy vậy. Bây giờ nếu mà muốn như vậy đó, Vân có cái đề nghị này nè. Sao? Anh phải mướn một người personal trainer đi. Personal trainer là gì em? Là huấn luyện viên mà tập riêng cho anh. Có nghĩa là chỉ tập riêng hai người trong phòng riêng và tập cái bài học riêng cho anh. Rồi khi nào anh có cái thể lực thì anh mới vô lớp cao cấp được. Ok không? Cái vụ riêng đó anh thích lắm. Được. Cái vụ mà có cái phòng riêng và hai đứa thôi. Hai đứa thôi. Nhưng mà anh ơi, phải đây nè. Tập như vậy mắc lắm đó. Tập theo giờ tính mắc lắm. Em yên tâm. Tiền bạc đối với anh là chuyện nhỏ. Ừ. Em biết không? Ừ. Anh lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp mà. Cái vụ tiền bạc không thành vấn đề với em. Miễn sao là cái cô đó phải đẹp như em. Chứ còn đẹp cỡ cái bà receptionist hồi nãy, chắc anh đi về luôn quá. Anh đừng lo, huấn luyện viên ở đây ai cũng đẹp hết. Vậy hả? Ừ, anh ngồi đây đi. Một lát nữa em cố ra tập cho anh nha. Kêu ra liền nha. Ok, chờ tí. Kêu ra liền tập với anh. Oh my god. Trời ơi, đâu có biết vô lớp cao cấp mà nó khó dữ vậy. Ha, cái gì vậy? Người cái bộ quỷ đâu mà giật mình dữ vậy? Ra đóng tiền đi. Sao chị cứ hù em hoài vậy? Đóng tiền. Chưa có tập vợt chứ mà đóng tiền cái gì chị ơi, từ từ đi để coi có kết quả hay không rồi mình mới tính tiếp chứ. Ở đây là phải đóng tiền trước. Hả? Mấy người anh thông cảm đi, người ta cũng đẹp trai giống như anh, cũng lịch sự như anh, tập xong quỵt bỏ chạy không à. Cỡ anh mà chạy tôi rượt đâu có kịp. Đóng cái tiền. Này quê mà đóng liền nè. Đó. Không có lấy phút tem. Cái gì vậy trời? Nghĩa là cái này chị phải dán ngay trước đây nè, người ta mới biết cash only.
Trời ơi, nghĩ sao tập thể dục để phút tem, tiện đâu nhét dưới vậy trời. Cái chị nghĩ thế coi, trên người tôi còn chỗ nào để nhét. Ở đâu đây đó sao làm gì bịt mũi vậy? Trời ơi, ông nghĩ ông chân chơi thể thao mà ông nhét tiền vô vớ chắc banh mũi luôn à, miễn tôi ghi đủ thôi. 600 á. Rồi đợi chút đi, già mà khó chịu. Go go go, ale ale ale, go go go, ale ale ale. Từ sáng tới bây giờ mới nghe một cái giọng hùng hồn thanh niên vô tập nghe mới được chứ, cái gì mà thằng cái gì tầm phào á. Go go go, ale ale ale, mình go go go, ale ale. Chị ơi, thanh niên vô kìa chị. Cụ đi đâu vậy cụ? Kêu tầm bậy không à. Cụ gì mà cụ, mới 60 mà kêu bằng cụ à. Vô đây kiếm con phải không? Nữa, tôi vô tôi đăng ký tập thể dục chứ kiếm ai. Trường này là trường thể dục thẩm mỹ, ta chú trọng tới nhan sắc lắm. Vậy không nhan sắc chắc à. Cái này hả, sắc thì hết rồi, nhan thì sắp đốt. Ở đây chỉ nhận học viên từ 59 thôi, 60 coi như bỏ. 70 rồi còn đứng đây chi vậy? Gì vậy? 70 nhưng mà tôi là chủ ở đây, cái business này của tôi. Cũng kỳ à, Việt Kiều về nước á, 70 cũng coi là anh. Mình qua đâu Mỹ, 60 kêu bằng cụ. Thôi đừng có than vãn á, trường hợp của cụ là đặc biệt. Nhận vô nhưng ai hỏi nhớ nói 59 nha. 59, 60 có khác bao nhiêu đâu. Nói thêm nghe, sao? Trẻ hay già là do cái tâm hồn chứ không phải thể xác. Hiểu chưa? Thể xác thì thấy ngon lành rồi đó. Tuổi này còn mang vớ màu hồng giống tuổi chim rồi đó. Mà không biết tâm hồn sao, không biết còn xài được không. Ngoại hình thì 60 mà cái mặt là 90 mấy rồi đó. Mà tôi yêu cầu anh lịch sự, anh nói chuyện với phụ nữ đừng có nhai găm. Nhai hồi nào? Đó, miệng nhai chót két đó. Cái này người ta rung tự nhiên má ơi. Bởi tôi dặn mấy ông rồi, cỡ tuổi ông á, mà thả về Việt Nam á, là bào dữ dội lắm. Cái gì cũng tạp hết trơn á trời. Bây giờ quai hàm nó không giữ được xương luôn, thấy chưa. Cái gì cũng hút hết á. Cỡ ông là về đó là hút 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 hút. Ông là gọi là hút bụi mà xuyên quốc tế đó. Chơi phải biết giữ gìn thân thể. 60 mà chơi cho banh xác, giờ dòm như 90 vậy đó. Sao ông không muốn cứ chơi mà phá đồ quá vậy, hư hết đồ đạc luôn. Ở trên đây mà còn giật vậy rồi, ở dưới đây sao xài được. Vừa phải rồi cho thêm. Còn gì nữa, không phải à. Tôi nói dưới là hai cái đầu gối của ba đó ba. Nhớ mà bó tới đây mà còn đứng không muốn nổi. Bực mình. Ôi, không có dòng quý rồi đó. À, có bao giờ tập thể dục chưa? Trời ơi, nhìn cái túi tôi mà không thấy à. Đá banh chuyên nghiệp á. Phải không? Số 7 Ronaldo à. Phải không? Đá sân nào á? Sân 2 mét. Là ở đâu? Đá banh đô trên giường á. À, tôi nghi lắm à. Cỡ này mà nó còn chụp banh đô trên giường 2 mét à. Trời, giữ quả hàm nó không nổi. Nào tôi không tin chứ cái này là nó bào tới cùi luôn. Cỡ này nó tạp không nhột gần chết à. Bội quá. Nè, nếu mà chưa bao giờ tập thể dục đó thì tập lần đầu bắp thương nó đau, bắp thịt nó đau lắm á, đi có nổi không đây? Không đi nổi cũng phải lết. Lết gì ạ? Vậy là tuổi này tập á nha, là tôi tính thêm tiền á. Gì kỳ vậy? Tại tuổi này phải mướn thêm xe cứu xương chút thật trước rồi nè. Đó có trường hợp gì đẩy lên xe chở đi liền, khỏi liên lụy. Bữa có cái ông kia mới có 58 mà thả về Việt Nam, vợ ông thả về có 3 năm về đây á, ông rung còn hơn ông nữa, leo lên sắt miêu chạy có xíu đứng tim chết tại chỗ. Bởi vậy giờ tôi phòng ngờ mướn xe cứu thương sẵn nha. Nè, máy á không có chạy máy được. Nè nè nè, ở đây có cái máy nào mà mình tập xong rồi chứ mấy em chân dài mê mình không? Có cái máy này khỏi cần tập mà mấy em chân dài rất mê. Thầy, máy nào nè? Máy rút tiền ngoài kia kìa. Vô tập thể thao mà hỏi có cái máy nào không chạy. Nghe là cái ghét rồi. Chạy nổi không?
Chạy nổi mà. Tôi chạy không nổi, tôi chạy từ từ. Chạy từ từ về nhà nằm, khỏi chạy. Cái gì vậy? Bây giờ tôi hỏi mấy câu quan trọng nè. Rất là quan trọng, phải trả lời nha. Sao? Mấy người tuổi này là hay giấu lắm á. Sao? Có bị cao máu không? Có. Có bị cao cholesterol không? Có. Có bị đái đường không? Tuổi này ai không tiểu đường mà nội. Vậy là bị đái đường phải không? Nhỏ nhỏ đây. Bệnh này ai cũng có, đừng có buồn. Có bị prostate không? Là cái gì? Là tiền liệt tuyến nó sưng lên, nó ém vô trong bụng đái đó. Đi đái nhiều lần, mỗi lần không nhiều nhưng được cái nó ướt quần. Người Bắc người ta gọi là đái không tự chủ đi. Nói nhỏ nhỏ la lớn. Nó nghe cười. Cái gì đâu bác? Ông nội con á cỡ tuổi như bác cũng bị cái bệnh mà đái không tự chủ á bác. Tại biết sao không? Nhiều cái ông nội con á đi rách trong tới rồi mà không có kịp kép zipper xuống. Vậy để tôi ghi chú vô đây nha. Không kịp kéo zipper. Mà bao nhiêu lâu đi lần? Trời ơi, hỏi gì chứ vậy? Trời ơi, thổi cho tôi xếp gần ngay toilet đó. Tôi phóng vô đi ra cái ra tập liền. Tôi phóng vô cái ra cái tập liền vậy đó. Vậy đi cho đỡ chứ mất thời giờ. Vậy đó, ưu tiên cho bệnh nhân mà đó. Ê bác, gì nữa? Costco nó đang sale tả đó bác. Bác biết sao không? 10 thùng tặng thùng. Bác đeo tả đi, nó tiện lợi dữ lắm. Tướng bác chắc 3 ngày xài 1 thùng ha. Tôi khẳng định với thím thằng này là con của thím đó. Ủa sao vậy? Vô ghim thấy mẹ đi. Kêu kìa mày. Bác nha, giúp đỡ bác muốn thôi, bác làm gì bác kiên sĩ giả con vô duyên. Không phải là tao không thử. Tao có mặt thử tả rồi. Nhưng mà nhìn nó giống như là quần độn đít vậy. Trời ơi. Không được anh ơi, anh có tuổi rồi, bận quần độn đít, tao nói mất nết lắm. Ra đây trả lời câu hỏi quan trọng nữa nè. Có gì vậy? Động cơ và động lực nào thúc đẩy tới đây tập thể dục? Trời ơi, tập thể dục mắc mới gì ba cái động cơ thúc đẩy. Có chứ. Nếu có lý do chính đáng tôi sẽ bớt 50%. Tại vì là đây là new membership. Ồ vậy à? Vậy thì có. Có lý do gì? Ở Việt Nam á, tôi có quen cô. Quen một cô vậy là động được. Cái gì vậy? Quên. Động lực. Tôi ghi vô đây ghi chú lại huấn luyện viên nó biết. Có tuổi và bị động được. Thấy quên. Hey. Mở ngoặt. Tôi không có giỡn cái thiếp à. Lộn. Bị động lực thúc đẩy. Rồi. Không. Biết lột. Quen cô hả? Quen cô. Cỡ này mà quen cô chắc cỡ tươi quá. Cỡ con của thím á. Cỡ thím mà Việt Nam nó nhốt vô chuồng hết trơn à. Nhốt vô chuồng chi? Nhốt vô chuồng bán vé cho ông vô mua vé coi hả? Ai biết. Nói nghe nè. Chị. Quen cô này tính cưới là bảo lãnh cô qua đây. Đứng xa xa ra đi. Đừng có thấy người có nhan sắc sắp sắp vô. Thì ớn à. À, ngạc một cái à, cô nói à, một tháng tôi mới xuống 20 pound. Trời đất ơi. Cô mới chịu lấy. Ừ. Tháng xuống. Bác. Nhìn nó đây. Tháng mà xuống 20 pound con nghĩ là của hồi môn của con nhỏ đó chắc là cái hòm của bác. Hả? Cái gì vậy? Trời đất nghĩ sao tháng xuống 20 pound thì có nước xuống lỗ á. Không, xuống được nhưng mà phải có personal trainer. Nghĩa là huấn luyện viên chuyên nghiệp. Một mình một phòng rồi một mình tập với người đó. À, thôi thì phương pháp này hay á. Phương pháp nó được phải không? Vậy đóng tiền trước đi. Phương pháp nó không hay à? Sao không hay? Đóng tiền là không hay rồi. Phải đóng tiền. Cỡ tuổi này phải nên đóng tiền. Sao vậy? Muốn tập thử hả? Tôi tập thử mấy ngày không đi. Không được đâu. Cỡ tuổi này đừng nên tập thử. Cái gì cũng phải bóc xẻ liền. Tuổi này dễ chết lắm. Không chết rồi tôi lấy tiền đâu. Được rồi, đóng thì đóng. Không có lấy phút tem nha. Móc gì vậy ông cô nội? Cái quần này nó không có túi. Cắt cái bóp chứ anh này. Không có túi, anh hãy thông báo cho tôi. Tôi là phụ nữ đẹp mà không có chồng nữa. Nha. Không có lịch sự gì hết trơn. Rồi móc gì móc đi. Người không lịch sự gì hết trơn à. Có nhận Medicare không? Cái gì vậy? Không có hả? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Bao nhiêu? 800. Bao nhiêu? 800. Rồi nè. Người nó cũng đi. Rồi đủ rồi. Tên gì? Trường. Lam Trường, Đan Trường hay Dân Trường? Đoạn Trường. Cái gì Đoạn Trường? Võ Đoạn Trường. Nghe cái tên là muốn đi phúng điếu rồi. Đợi chút đi. Dân hả em? Ra nhận bệnh nhân mới nè. Cái gì vậy? Ủa? Cái gì bệnh nhân? Quên, ra nhận học viên mới nè. Lộn. Giờ hôm qua cái bà thêm này. Lộn gì dữ hả? Vô duyên gì đâu. Bà đó bà vô duyên lắm á bác. Nãy bà cũng chơi con mấy câu vậy á bác. Bà nói bác nghe nè.
bác muốn xuống ký vậy đó. Sao bác không uống thuốc giảm cân của Kỳ Duyên? Có không? Có, trời ơi, nó quớt dữ lắm á. Dạ, chào bác Đoàn Trường hả bác? À, Trường đi. Dạ, rồi, bác cho cháu biết hôm nay bác muốn tập cái gì? À, cái gì vậy? Này, đây, cái này hả? Cô. Dạ. Có cách nào mà trong vòng một tháng á, tôi tập cái body tôi cỡ này không? Cái này thì rất là khó bác ơi. Bác phải chịu khó nhưng mà rất là khó. Khó cách mấy tôi cũng phải ráng. Dạ. Bởi vì tôi mà không tập được như vậy á, ông Đào Nhí tôi nó bỏ tôi. À, ra là mê gái phải không? Mê gái thì cháu lại có cách cho bác tập được. Dạ bác ra đây, cháu đề nghị như vậy nè. Cháu sẽ kêu cho bác một người huấn luyện viên mà không phải là huấn luyện viên thường. Một người cỡ người mẫu, thật đẹp, chân thật dài. Cho hai người vô cái phòng riêng. Đó, rồi bây giờ cái người huấn luyện viên đó sẽ chạy trước. Rồi bác chạy theo sau, bác ráng được nha. Tại nếu mà bác rượt mà bác bắt được đó, sao? Bác muốn làm gì cũng được hết á. Được không? Ủa em cái vụ mà bắt được này muốn làm gì làm, sao nãy em không giới thiệu với anh? Thì cái này mắc lắm, anh đâu có hỏi đâu. Không, mắc bao nhiêu anh cũng trả hết. Cái rồi. Vụ mà muốn làm gì làm là anh hết. Rồi, để lát nữa em kêu cho anh được rồi. Nhớ. Rồi. Trời ơi, vậy mà này hay á. Được không bác? Tôi chịu. Ok, nhà nếu vậy thì cháu nhờ bác ký cái giấy chấp thuận hồi cháu. Giấy gì? Giấy chấp thuận gì? Giấy chấp thuận là tại cái phương pháp này mà chạy trong vòng một tháng mà mất tới 20 pound á. Nó rất là nguy hiểm. Người Mỹ gọi cái này là suicide exercise. Là sao? Đó, là có nhiều người mà chạy có vòng 2-3 ngày thôi đã lăn đùng ra chết rồi. Trời ơi. Thành ra cháu cần bác ký cái giấy chấp thuận là có gì bác không có kiện tụi cháu. À. Dạ, bác ký hộ cháu. Vậy là giấy này là giấy tự sát đó ha. Rồi, giờ bác ngồi đây ha. Cháu kêu bác một huấn luyện viên người mẫu rồi, anh có muốn người nữa phải không? Dạ. Rồi, anh ngồi viết xuống nha em, muốn rồi. Làm cái gì làm nha em. Rồi, ghi xuống đây. Hay quá, phương pháp thì hay. Trời ơi, trời, chỗ này có cái chương trình nó đã quá. Chỗ này nhiều quá, chương trình hay quá. Đứng lại. Lùi. Xin được phép tự giới thiệu với em. Anh Trần Mỹ Nhân. Còn bên đó, Quái Nhân. Xin lỗi ngang, chờ tí xíu để em lo cho mỹ nhân này. Rồi chút nữa có người khác chân dài hơn em lo cho Quái Nhân nhá. Vô đây anh. Vô. Cỡ này muốn chết rồi, còn người khác chân dài hơn nữa. Được, cái phương pháp này hay à. Chờ võ Đoạn Trường, võ Đoạn Trường đâu? Võ Đoạn Trường đứt ruột chết mẹ rồi. Anh là võ Đoạn Trường đúng không? Đứng lên. Anh, em xin tự giới thiệu, em là huấn luyện viên của anh nè. Có lộn không vậy? Lộn rồi. Huấn luyện viên tôi là người mẫu chân dài mà. Chân em cũng dài nè. Không được đâu, lộn người rồi. Có lộn, trời ơi, mấy nhỏ kia được cái chân dài thôi chứ nó đâu có huấn luyện được giống em đâu. Còn không tanh form, chỉ cần 2 tuần thôi là anh sẽ có một cơ thể giống như em. Ngực nở, eo thon, ôi to, đất bở. Ơi, trời ơi, thôi đi anh ơi, vô phòng rượt em đi anh. Không được đâu. Hại đâu mà. Hại đi. Tha gì đó, trời ơi, lẹ lên. Anh hại thời tôi mà.
Trời ơi, cái cửa ở đâu? Đừng có hại tôi. Ai cũng quá. Đừng hại tôi đi. 60 mà cũng còn tươi xanh như nồi canh. Thôi vô lẹ lắm. Tới à. Ta. Trời ơi. Bỏ tay ra đi cha nội. Nhổn xếp mẹ. Nhổn gì? À. Trời ơi, kêu đời tay rồi. Cụ ơi, ra đây với em. Trời ơi, tập xong ở chổng chi vợ. Ở đây. Chu cha, thấy không? Cụ mới tập với em có ngày à. Nó đẹp ra quá trời luôn nhé. Cái da mặt á, thì nó căng ra. Da bụng á, thì nó rút vô. Trẻ hơn có 10 tuổi vậy á. Mai đến nhá. Mai mấy giờ mở cửa? Dạ 9 giờ. Tôi đến 8 giờ được không?